trong vấn đề tu thiền tâm của mình, cố gắng đừng có đi xa. Cũng như quý vị khách đến hôm nay thì cũng chúc quý vị được mạnh khỏe, nên tìm hiểu pháp môn thiền tâm này cho nó kỹ hơn để không có lầm lỗi nữa. Thì cũng báo cáo cho biết đó, cái pháp môn thiền tâm này Đức Phật đã dạy nay là 2562 năm, mà chùa Thiền Tông Tân Diệu mới công bố qua hồi năm rồi. Có nghĩa là từ xưa tới giờ người ta tu theo đạo Phật là người ta tu theo tưởng tượng, mà mình nói theo cái danh từ hơi nặng nề chút là tu mù. Có nghĩa là không ai hiểu tu sao mà giải thoát. Thì bữa nay cái chùa Thiền Tông Tân Diệu có cái nhiệm vụ là công bố cái quyền ký ra năm 2017, thì hôm nay năm 2018 là bắt đầu chuyển hóa lại. Thì tất cả quý vị có những cái câu hỏi nào mà thắc mắc thì hỏi để chi, để cho nhiều người cùng biết. Thì người ta cái câu hỏi ra cái câu hỏi mình mà người ta biết á thì mình có công đức. Nên nhớ một điều quan trọng, sở dĩ mà ban quản trị không có giải thích bên ngoài là gì, muốn cho tất cả nhiều người phải hiểu cái này để cái người hỏi nó có công đức. Cái ý này thì bây giờ trước mắt thì thay mặt ban quản trị có một cái số quà, có bao thơ lì xì, thì mời các bạn tổ chức đứng ra bóc trong cái bao thơ này. Thì các bạn quản trị bóc sau cùng, nếu còn dư cả những vị mà có câu hỏi hay á, thì nếu mà có câu hỏi hay thì cũng lì xì cho một bao. Còn còn đắp bớt một cái máy thì hai máy nhiều như nó thôi. Còn mở có một máy à? Tắt cái video đó anh ta. Tắt rồi, tắt rồi. Tắt bớt một cái máy. Tắt rồi chúng. Thì bây giờ đó, thì máy trực ban trước đây. Giờ là người nào trực ban ở đây? Thầy bác hay là bóc thầm? Không, bóc thầm chứ không bóc thầm. Đó. Bây giờ là ban quản trị trước. Thì tất cả những thành viên trong ban quản trị ai có đang dự hoặc đây thì đưa tay lên. Ban quản trị trước. Cô Hoa mời cô Hoa. Cô Hoa mời cô Hoa phải bóc trước. Cô Hoa lên. Có ai bóng đi. Không, cô Hoa. Cô Hoa là chị Hoa. Chị Liễu nè. Chị Liễu chứ. Hiện giờ trong ban quản trị thì hiện giờ có 13 người đang ở trong cái ngày hôm nay. Thứ nhất là Thiền Gia Cơ Duy. Duy đâu? Duy đang ngủ không phải gì hả? Ủa Thành. Anh Thành bóc tên dùm Duy anh Thành. Yêu gì rồi vậy? Bóc thăm. Có thằng Duy nó quỷ quyền cho em nói với anh á. Có không? Rồi cô bảo không chứ. Cô ơi. Giờ khai mạc buổi bóc thăm này, cô Thường Trần Thiền Gia sẽ bóc trước. Đây là thầy lì xì. Chút gì còn. Đâu, cộng lại chưa đâu. Chưa. Giờ bao đen nữa rồi. Bao đen nữa. Cái bao nó còn đánh dấu là bao nó nhiều nhất hả? Giờ có gì không có tới hoàng đẹp. Thầy hả? Thầy cái bao nào thầy? Cái bao này có gì à? Bạch Đăng. Đăng ơi em đâu rồi em? Ngủ ngủ. Ngủ luôn. Được rồi. Trời ơi, sáng không bóng mà sáng nữa. Giờ nó ngủ rồi cho nó mất té. Alo, chị Út, chị Út ơi. Em sắp xong chốt đi làm qua vé rồi em. Chị Út luôn. Rồi em ngồi đây nha. Em mặc lộn em, xin lỗi. Anh Ngô Thành. Đi 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 đ
Tùng ơi. Dạ, không, chị Thảo. Chị Liễu không có, chị bóc luôn chị Liễu không em. Rồi hết rồi đó, giờ chỉ còn thiếu có chị Phượng. Trời ơi, tự nhiên bóc dùm cho hai cá luôn. Rồi giờ chỉ còn thiếu Tơ Nhi, Đình Khánh và Văn Nhân. Rồi con bóc luôn cho Khánh, bóc luôn cho Duy luôn đi. Rồi bóc luôn cho anh luôn đi. Rồi bóc luôn. Em cất luôn đi nha. Thôi. Rồi đó là phân công chị xong rồi chú. Rồi tới quan về tiến hành là Duy là gì? Giờ tới ba. Ba vô bóc nè. Có trực ban. Giờ bắt trước khi mà bắt đỏ rồi, bắt đỏ trả lời hỏi đáp á, thì tất cả quý vị tu Huyền Tông một năm nay, ai mà tu có cái điểm nào hay báo cáo lại đây để cho anh em học hỏi. Nếu mình học hỏi được thì cũng mình có công đức á. Thì tất cả những vị mà hiểu về pháp môn Huyền Tông là như thế nào, có cái gì mà thì có báo cáo ra đây để cho chia sẻ với anh em. Rồi sau đó tôi sẽ trả lời những câu hỏi đầu năm. Chuẩn bị đủ rồi. Nếu ấy thì thôi bây giờ là thì ấy thì chị là mấy cái mấy cô lớn tuổi chứ. Dạ. Anh Nam à. Rồi để qua nha. Có tí. Để gì tới. Có rồi, có rồi. Rồi. Mỗi người cái luôn đi ạ. Rồi anh nó chơi bán luôn mà. Thầy đi xe á. Nè, em bán bên kia. Anh nhắc bên đây. Đi ba trái, trái thương thì cũng cần bằng em lấy ba trái thì anh đi ngay ba trái. Em có chưa? Chưa. Rồi, ai ai bắt thế vậy? Đó. Tính làm sao nữa hả? Cái này là đi ra học đi. Chó lời bỏ lẽ sao rồi. Cậu có chưa? Ở ngoài con số chưa có. Bên này rồi. Khác của mình đâu. Còn đây. Còn hai người nữa nè. Chị ê, có chưa? Đây. Chị ơi, có chưa? Chưa. Anh sau lưng kìa. Anh kìa bên này. Chị đây là hai cái phương. Anh có chưa? Hai. Dạ, anh này có. Hai nữa còn ba cái nè. Nghe cái chú mà đang
không đúng không? Thấy chưa? Con đánh cá nữa. Anh Lâm. Anh Hiệp. Anh Hiệp lâu này luôn đang trên đó. Sau này em còn chán. Rồi có ai chưa có bao đơn nữa không? Giơ tay lên. Là xong. Bây giờ thay mặt ban quản trị thì và tất cả các Phật tử, chúng con xin chúc Tết cho thầy vẫn còn mãi mãi với chúng con. Thay mặt ban quản trị chúc Tết cho tất cả các Phật tử, chúng ta cùng đi chung một con đường, tất cả mọi người đều tới đích. Bây giờ trước khi đặt câu hỏi, quý vị đã tu theo thiền tông cũng lâu rồi, ở đây ai trả lời được cái câu này? Tại làm sao Đức Phật Thích Ca đầu tiên không dám dạy pháp môn thiền tông này? Ai trả lời được lý do gì Đức Phật Thích Ca không dạy pháp môn này từ khi mà ông còn sống, mà phải đợi đến mấy ngàn năm sau mới dạy? Ai trả lời được câu này? Cứ đưa tay lên rồi cầm micro nói lớn lên. Alo. Alo. Nghe. Chưa. À, kính thưa viện chủ, lý do Đức Phật không dạy tại vì cái trình độ á, cái con người thời đó á, nó không có đủ sáng suốt, mà khi Đức Phật dạy cái pháp môn này á, thì không ai chấp nhận đó. 100 người thì có 2 người thôi, thành ra là Đức Phật đợi á, trồng lịch theo cái dòng thiền tông này á, đến khi mà cái con người á, nó phát triển ra, nó hiểu được cái vấn đề mà còn âm dương rồi nó là của trái đất á, nên thiền tông là mới bắt đầu là cho truyền bá lại. Xin đã. Tắt cái máy lên. Tắt cái máy lên. Cái này là sai hoàn toàn. Đây là anh trả lời theo cái sách viết, mà đây là một cái phần nhỏ trong tuyệt mật của Đức Phật. Mà hôm nay Tết, mùng 3 Tết, tôi tặng cho một câu mời thôi. Ai trả lời đúng? Tất nhiên mấy mình nói theo kinh sách thì hoàn toàn sai hết. Tại vì đây là nằm trong 40 phần tuyệt mật, bây giờ lấy là một phần. Đúng, đúng ngày mùng 3 Tết này. Phải hiểu nguyên tắc đó thì mình mới trả lời được câu này. Chứ đừng có xin sách dở là nó sai. Alo. Thầy con phép nói sơ cái hiểu biết của con. Nghĩa là trái đất này là do ông làm chủ, ông làm quản lý. Cho nên Đức Phật thì ngày đó cũng là một con người. Cho nên là Đức Phật cũng không có đi ra ngoài cái quy luật này được. Cho nên Đức Phật cũng không dám nói ra. Thầy con nghĩ là vậy. Tắt đi. Anh hiểu được 50% á. Thêm ráng 50% nữa. Đó, thêm 50% nữa. Lý do tại làm sao? Lý do là tại vì Đức Phật thấy cái pháp môn này bất lập dân tự, thành ra không thể nào nói được. Nói về Phật Thánh là 49 năm Phật chưa từng nói một lời nào. Tắt cái máy đi. Sai hoàn toàn. Anh đi với anh chết rồi. Anh chết. Còn bởi vì tôi nói là anh đã hiểu được 50% thì bám theo cái này. Chứ anh Lê Tâm nè, bám theo cái này. Thưa thầy, theo cô nghĩ là chắc vì Đức Phật Như Đăng đã thọ ký cho Đức Phật Thích Ca sau đời này mới nói được, còn trước đó là không thể nào nói được. Theo cô nghĩ là như vậy.
tắt cái máy đi. Theo mấy ông trước rồi, bám theo ông Lê Tâm này là. Trà nói kìa. Muốn trả lời câu này mình phải hiểu cái nguyên tắc của truyền thông, hiểu cái này mới được, còn không hiểu là không trả lời được. Dạ theo thưa thầy là theo con hiểu là tại vì cũng nó lớn lớn à, ghi sát lại. Dạ Đức Phật muốn là nếu như mà Đức Phật nói liền á thì đến bây giờ thì thế hệ sau tụi con mà đâu có biết được, cho nên là phải để cho theo cái dòng của hai pháp môn của Phật lý thần mới. Hoàn toàn sai. Tôi nói là phải phán theo cái anh Tâm này là rồi đó. Con nói con xin con nhớ lại này. Đưa đưa tay nhiều quá thì đây mở 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 ra rồi bấm bấm lên rồi kê sát mà. Con xin bổ sung thêm cái ý hồi nãy cái anh trả lời đúng 50% đó, con bổ sung thêm một ý là tại vì cái thời đó thì khoa học chưa có phát triển, có quá nhiều vấn đề nếu mà nói ra thì cái thế giới loài người cái giai đoạn đó người ta không thể hiểu được, đó thành ra là cái phần mới nói. Ta sẽ xài một phần, ta cũng theo chiếc rồi. Ta bỏ bán cho anh Tâm nè, Tâm Tâm đã 50% rồi. Thầy cho con nói cái hiểu biết của con thôi chứ không có cái hết gặp gì. Có gì thầy dạy con thêm. Thì con đọc con nhớ khúc quyển 7 thì ta nói tại sao Đức Phật không dạy Thiền Tông vào thời đó là hồi đó con người ta tin vào Thượng Đế, ta không có tin vào lời Đức Phật, chứ hai nữa con người đứng với vật chất. Cho nên Đức Phật hiểu vậy nên không có dạy phương pháp hành tinh hiện giờ tại đó. Cho nói là bị bán thì tầm không bán mà cứ bán với em chiếc đây không bán lộn đây là lấy cái video đây. Mình phải hiểu cái nguyên tắc thì mới hiểu được cái này. Bởi vậy cái truyền tông này rất khoa học trung thể đâu. Con xin trả lời là tại theo hiểu biết con là hồi xưa đó là một khi mà ông Phật Thích Ca mà ông dạy là có cái ông mà hình trụ thế giới á, ông cho dạy khi mà ông chỉ sống được 500 năm thôi mà phải đợi tới mấy đời ông hình trụ thế giới, ông qua mấy đời tới đời bây giờ cho nó xa xa cho nó vui quên đi rồi mấy theo cái hiện của con đó là cái khi mà ông thần chủ thế giới biết Đức Phật tu năm pháp môn mà còn nằm trong vật lý thì ông thần chủ cho tu, nhưng mà khi mà biết Đức Phật Thích Ca mà tu cái phổ biến cái pháp môn thanh tịnh thiền thì sẽ đưa người về Phật giới, thì lúc đó ông thần chủ không cho phép, cho nên Đức Phật không dám dạy. Nâng lên được 80% còn 20% nữa phải hỏi hai cái vế này là tại làm sao ông Thích Ca không dám dạy cái này đó, phải nguyên tắc mà ông phải truyền đi chứ, nếu ông muốn dạy đủ sức mà kêu bằng đủ sức toàn năng toàn giác làm sao không được, nhưng mà tại sao ông không dạy? Muốn hỏi là tại làm sao mà ông không dạy, lý do gì? Dạ cho con xin hỏi, con bên Trấn Phú Quốc, hôm nay con cũng xin đáp cái câu hỏi hồi nãy là theo cái quy luật của Thiền Tông phải dạy năm pháp môn kia trước rồi mới tới cái pháp môn thứ sáu. Dạ có đúng thầy. Cái này cũng còn bán ở trong cái sách. Cái sách vở. Bởi vì nó nằm ngoài quy luật luân hồi mà. Thành ra
trong 40 phần chừng mặt là làm khó ghê nói mà nói thì bây giờ nói ở đây thì mình tiết lộ vậy thôi, có đưa lên mạng không sao, với đây đây là những gì đàm luận không phải là mình nói chính thức thì không sao. Rồi cái này cũng chưa đạt được yêu cầu của câu hỏi. Nói nếu mà sai thì cũng nhận, nếu bám theo nguyên tắc thì nguyên tắc của Đức Bổn Sư rất giảng là những người mình hành giảng thì không giải thoát, mà pháp môn mà thanh tịnh thiền thì Bổn Sư dạy là mọi người muốn giải thoát thì học theo phương pháp của Bổn Sư. Như vậy là sẽ có những người mà muốn giải thoát không dám giảng. Đây một ba nói cho thích dở rồi. Dạ con xin trả lời một chút thưa bác. Nói tiếp đi, nói cho rõ rồi. À, con tên là Tích Tiêu, con là lần đầu tiên con về đây. Được rồi. Thật ra hồi nào giờ con cũng chưa bao giờ tu cái pháp môn này, nhưng mà con hiểu được cái con coi trên YouTube á, nên con hiểu được cái lời của bác Nhân nói á. Thì con thấy là Đức Phật dạy á, vì sao mà Đức Phật không dám dạy? Vì cái thời xưa đó thì con người ta hầu như là người ta sống theo thần nhiều, mà Đức Phật ra đời thì để chuẩn hóa, cũng giống như Bất Nhân vậy, chuẩn hóa lại tất cả. Mà cái theo như con nghĩ thì cái lực thời đó thì ít có người nhận được cái tôn chỉ của Đức Phật dạy. Mà Đức Phật muốn cho cái này nó đi ra khi mà con người ta nó thông minh hơn, nó vượt trội hơn thì mới lãnh được cái lời này. Thì con nghĩ rằng cái đó nó cao quá, nhưng mà theo như con nói theo như cái tâm con nghĩ thì không thể nào nói được. Con nói Đức Phật không nói ra cái pháp và không nói ra cái chỗ ví dưới này, là cái này là chỉ truyền riêng cho một nhóm đệ tử nào đó, ví này 5-7 người thôi, không được phổ biến trước trong các năm. Thầy nói với thầy. Bây giờ câu hỏi người ta đó, hỏi một trả lời một là đúng, đừng có lý luận, anh lý luận là sai. Lý luận nó đi về cho các bác nhã sai. Tại làm sao ông Phật không dám dạy thì phải trả lời thẳng vô đường lý luận. Lý luận là sao? Nói cho biết. Alo. Thưa thầy, là tại vì Đức Phật có hứa với thần chủ thế giới là không có dạy giải thoát được, nên là Đức Phật là phải như là vừa giấu để cho đệ tử tìm từ từ xuống, chứ còn mà nếu mà dạy thẳng pháp môn này á là thành chủ thế giới không chịu, tại trước khi mà tấn Phật của Đức Phật xuống mượn thân loài người để mà thành đạo đó, thì đã có hứa với thành chủ thế giới nói vậy. Này cũng bằng giống anh Tâm á, cũng đạt lên cái 60% thôi, nó chưa đúng được cái câu hỏi. Con suy nghĩ của con á, thì tại sao mà Đức Phật không dạy giải thoát lúc ban đầu? Thì tại vì nếu Đức Phật nói vừa mở hiện ra thì 7.000 người mà bỏ đi hết, 5.000 mấy trăm người, nếu mà Đức Phật dạy thì đâu có ai còn ở lại nữa nha. Thì nên Đức Phật không dạy mà Đức Phật tìm kiếm thì là đừng có lý luận. Trả lời chính xác. Tôi diện chỗ là theo con nghĩ là tại vì cái pháp môn này nó tỏ ra cái lực điện từ quang rất là mạnh, mà nếu như vậy mà dạy thì nó phá hết cái quy luật tự nhiên của lý. Rồi lý luận nữa con. Tay lý luận nữa. Thầy con xin trả lời. Tại vì Phật Thích Ca thì khi mà ông dạy đạo thì ông vẫn còn nằm trong quy luật vật lý âm dương, cho nên chưa có thoát khỏi quy luật. Chứ khi mà
Đức Phật nhập Niết Bàn, ông về Phật giới rồi ông mới phát cái điện từ quang xuống, ông không cho chuyện. Là do cái thời điểm đó ông thần chủ ông theo sát ông Phật quá, ông Phật không thể nói được. Thì cái này cũng lý lượng, ông nói chứ. Dạ con nghĩ thì giờ đại sư không có ai chịu tu nhẹ không ạ? Ít tưởng chịu tu nhẹ không? Này là theo sách vở rồi. Theo sách vở. Nó đã nói gần đã xem cái video đó. Con nghĩ là Đức Phật không dám dạy tại vì Đức Phật còn ở trong thế giới này. Không phải nữa. Cho nên khi đưa Đức Phật đợt rồi thì thầy có nhắc là Đức Phật mới vừa về Phật giới, thì cho nên là bây giờ Đức Phật nói ra thì kiểu Đức Phật về rồi thì Đức Phật bây giờ mới công bố ra hết được. Cái này nó tồn tại còn có 40 thưa thầy, cái pháp tu này là pháp tu chứng đắc kịp giờ, tôi đừng có lý lượng. Để cho thầy trả lời ở đây trong tiệm Phật thì đã đố mọi người ai vô cứ làm đi, cứ nói làm tiếp đi. Người này 50 rồi, 70 rồi vậy lên thì tự lấy cái cứ cầm bút làm tiếp đi, làm tiếp đi. Bữa nay thiếu mấy cầu thủ. Cầu thủ bữa nay không có về. Cái câu này mà giải thích được á, thì sẽ hiểu là cái đất chừng nào đó vậy. Nếu ai hiểu cái câu này thì sẽ đoán được cái đất chừng nào bị quỷ gì á. Chứ không phải đơn giản đâu. Thôi giờ để lần tới nha. Lần tới trả lời. Để lại luôn ở đây. Con mới về lần đầu tiên hôm nay chùa này. Con xin trả lời có sai thầy chia sẻ với con thêm. Theo con hiểu thì tới ngày hôm nay Đức Phật Bổn Sư mới dạy cái pháp môn thiền tâm này. Vì cái đời này của mình là đời mặt pháp cuối cùng rồi. Cho nên tới ngày hôm nay Đức Phật mới dạy tu để giải thoát. Nam Mô Di Đà Phật. Con xin hết. Nó không thuộc về lý lượng, nó có đúng. Đó, bởi ta hỏi cái lý do gì mà ổng muốn dạy vậy thôi. Thì mình phải hiểu nguyên tắc của nó thì mới trả lời câu này được. Mà câu này là dẫn mạng của một cái pháp môn truyền tông, chứ không phải đơn giản đâu. Trả lời câu này là đây là dẫn mạng của truyền tông. Vậy là vì con người lúc đó là chỉ tin theo đạo là người, chứ không có đạo khác. Chỉ có tin và biết hiểu của đạo là người thôi. Giống như mấy anh đầu cứ cho coi theo ấy. Dạ còn ai nữa không? Có phải là hiểu Đức Phật hiểu cái quy luật luân hồi của thế đất này? Không phải quy luật luân hồi, mà đây là vấn đề chủ quyền, hiểu không? Tôi mở ra đây là chủ quyền, chứ không phải đơn giản. Bây giờ ai tôi nói mở ra chủ quyền, ai chủ quyền trái đất này? Thần chủ. Thần chủ thế giới là chủ quyền. Ông Thích Ca không được quyền nói láp sáp ở trên này. Chừng nào Thích Ca bằng tôi đi, Thích Ca vẫn thua thần chủ thế giới mà. Thích Ca là cái gì? Là một con người có bổn phận là làm chủ vật chất. Vì đây mà cái thuyết Mác Lênin hay duy vật biện chứng pháp, người nào có đi học các khóa và lý luận cộng sản là duy vật biện chứng pháp, con người giải quyết tất cả, vật chất tất cả.
Còn về tâm linh, trái đất này là do thần chủ quyết định. Thành ra ông Thích Ca không được quyền xen vô cái này. Ông còn kém lắm, ông mới học lớp 1, lớp 2, đừng có tranh luận với tôi. Giờ nào ông lên bằng tôi. Ông Thích Ca vẫn thua ông thần chủ. Đây là trái đất này là do ông thần chủ thế giới quản lý. Thành ra không ai được quyền giải cái này. Ông Thích Ca, ông đâu có giải đâu. Ông lén. Bây giờ suy nghĩ là tất cả các kinh sách nói về giải thoát hoàn toàn Thích Ca không giải. Mà chỉ nói ẩn nghĩ thôi, ông thần chủ bắt lỗi ông mới được. Tôi đâu có giải thoát đâu. Tôi chỉ phân tích thôi, tôi không có giải thoát. Phân tích thì vẫn còn nằm trong quy luật vật lý. Thì ông thôi. Nhưng mà sở dĩ ông Thích Ca ông không giải, nhưng mà ông cũng có cái mánh của ông là ông truyền đi cho đến khi nào con người chuẩn bị làm chủ vật chất thì thiền tâm này mới được công bố ra. Bây giờ thần dám không? Thần dám. Bây giờ con người đang muốn sắp hủy diệt trái đất rồi, ông còn chỗ ở không? Ông cho người ta nói đi ông nội. Đó bây giờ thần chủ thế giới còn phải sợ cái lời người bây giờ. Ngày xưa xin lỗi ai bẻ trái đất này nổi, mà bây giờ con người chuẩn bị bẻ trái đất này luôn. Bẻ đâu rồi? Nó thật. Chứ tôi thành phải chịu sợ chứ. Bây giờ mấy nó đập cho bể cái đất này, ông cũng không có chỗ ở luôn. Cứ là tôi với ông cần chết luôn á. Vì thế mà ông Thích Ca ông bảo là cái pháp môn này phải đến được khi nguyên tử và điện tử mới được công bố ra. Bởi vì bây giờ mình đánh bằng bom nguyên tử chết 1 vạn người, 100 ngàn người chứ. Về sau mà đánh bằng bom điện tử rồi, nó hủy diệt 1/4 trái đất luôn. Cũng khiếp vậy cho thầy. Đó bây giờ mình thấy này, tất cả những như là hồi cách mấy mươi năm về trước, thằng Mỹ nó chỉ thả cái bom được trong thôi, đường bắn kính 5 cây số chết hết, không hô hư hao gì hết. Mà bây giờ nếu mà cái tầm gọi là văn minh theo cái kiểu này, nó sẽ tiến bộ lên. Xin lỗi, nó diệt cái đất này như trời vậy. Không, vô nguyên tử là chuyện nhỏ thôi. Nói thật đó. Vì thế mà bây giờ thần chủ bất buộc phải cho công bố vị trí ra, chứ không có nó đặt cái chùa này tiêu luôn. Nói thật. Đó là cái nào bí mật của cái những cái phần tuyệt mật của đạo Phật. Nhưng mà ở đây nó không liên quan bất cứ ai. Đây là nói gì chung cho nhân loại mình mới được nói. Còn những cái nói từng cá nhân không được nói. Hiểu chưa? Có nghĩa là loài người tương đương với một vị Phật. Bởi vậy thần thì thần mới nể. Bây giờ nói xin lỗi. Bây giờ đó, rồi đây người ta sẽ tuyên bố rằng cái đất này của người ta đó. Được, người biết rồi. Bây giờ thành chủ thế giới đó, bây giờ cái đất này của tôi. Ông là con người không làm gì được. Rồi thì bây giờ con người tuyên bố rằng trái đất này của tôi, tụng phá đúng là tụng phá. Ai không? Thật giả mà nói không? Vì thế mà cái thời buổi này mới là công bố được. Nhưng mà cái người mà hẹp hòi người ta chửi mình chứ sự thật, cái người trí thức người ta rất thích cái pháp môn này. Vì nếu cái pháp môn này công bố ra, bởi vì trong quyền ký tôi đã giấu một phần thế này nè. Tất cả lãnh đạo thế giới mà biết quyền ký này thì trái đất nó sẽ giảm đúng 3.000 năm, nó sẽ bị hủy diệt. Còn không thì nó sẽ hủy diệt tuyệt bát trước 3.000 năm. Có nghĩa là bây giờ là 2.562 năm, thì còn 400 mấy chục năm nữa. Nếu mà quyền ký này mà được thế giới công nhận thì nó sẽ hãm cái đài hủy diệt. Còn không dũng dũng tánh người chơi tấu đa, không biết ngủ tối nay ngủ sức dậy ngày mai còn nó nguy hiểm như vậy. Mà bây giờ nên nhớ rằng trước giải phóng này 40 năm thì cái trình độ con người rất thấp, mà bây giờ mới có 20 năm nay cái trình độ vô cùng. Và bây giờ tất cả những cái chuyện gì nó chế ra hàng ngày mình đã thấy cái sức cái khôn con người đó là bây giờ con người phải làm chủ được cái trái đất này thì ông thần mới sợ. Thời trước ông Thích Ca giỏi chứ ông đâu có làm chủ được cái đất này đâu. Ông cũng là con người đi ngựa thôi, còn mình bây giờ không cần.
hồi xưa nó xin lỗi mình nói chuyện mà từ Ấn Độ qua bên Trung là chuyện mơ mộng, đi bộ về mấy năm trời, còn bây giờ xin lỗi một đi một ngày về cũng được. Đấy, từ ở Ấn Độ qua bên Trung Quốc mà đi một ngày về được, qua bển uống cà phê về dễ ở. Là bởi vì con người rồi đây con người nó sẽ tiến bộ hơn nữa. Thì trái đất này dựng mạng, trên trái đất này là ai? Thần chủ không còn đứng hàng hai rồi, mà con người sẽ đứng hàng thứ nhất. Con người muốn vẽ trái đất, nó đọc trái đất lúc nào đó đã. Thì vì thế mà Thiền Tông này nó công bố ra để gì? Để nó giảm bớt cái đà tấm của con người lại, để con người sống lâu một chút. Sống lâu chứ không phải sống một, sống hoài đâu. Thế là cũng đi xuống. Bởi vì người ta chế tất cả những cái này cái kia nọ là để gì? Để tiêu diệt chiến nhau đó. Thành, bởi vì thành ra trái đất này khi nào mà một người làm chủ thì coi chừng tới ngày đó người nào dám tuyên bố một người làm chủ không? Bây giờ nó thấy hai ba người làm chủ rồi, trái đất này đã thiệt, bây giờ còn hai ba người làm chủ chứ không phải là một người đâu. Đó là bữa nay nó hé một mở chiều mật. Mai mốt tôi sẽ đưa cho trong cái vị trí bổ túc, tôi sẽ đưa vô phần này. Phần nào tôi tiết lộ ra tôi đưa ra. Còn nếu mà chưa tiết lộ thôi, để năm tới, nếu năm tới còn ngồi à, nói chuyện đây nữa thì tôi tiết lộ một cái nữa. Tiết lộ khối trong lần. Bây giờ để vào câu hỏi đó thì Lâm đọc đi. Dạ, câu hỏi của anh Hùng nè. Anh Hùng ở Mỹ nha. Anh hỏi dùm cho một vị ở Mỹ là ví dụ một Phật tử Thiền Tông ở tạo công đức mà bị bôi đen á. Người này mà nếu như một thời gian sau mà họ kiến tánh á thì cái công đức đó nó có sáng trở lại hay không? Hay phải nhờ vào một vị Phật của siêu đại lực Thanh Tịnh Thiền? Cái công đức bị bôi đen là nó dính diễn. Chỉ có một vị Phật mà mãn quá được rồi. Bây giờ nếu lỡ bôi đen để dành nó tạo cái khác để chi? Để cái công đức này nó bôi đen là gì? Nó là điện âm. Khi trở về trung tâm vận hành luân hồi á thì cái điện âm nó bị trả về cho thế giới vật lý này, thì công thức mình nó mới sáng ra và là mãn quá, vào đây mãn quá lại. Có nghĩa là đen trắng đỏ gì mà vô trung tâm vận hành luân hồi rồi thì điện từ âm trở về điện từ âm, điện từ dương trở về điện từ dương, thì cái công đức nó lộ nguyên hình, cũng như cái tánh Phật của mình nó lộ nguyên hình đó. À, hỏi người à, hỏi rồi hỏi còn vừa lên thắc mắc thì cứ hỏi thêm. Anh có thêm một cái vế. Mà nếu như phải nhờ vào vị Phật của Thanh Tịnh Thiền á thì hiện tại bây giờ thì không có Phật tại thế, vậy thì mình phải nhờ vào cái như thế nào? Có nghĩa là tạo công đức vị bông đen thôi để dành đi bỏ tủ cấp, tạo công đức khác, đợi khi mình mang cái này nó về trung tâm vận hành tự động nó tan ngay cái bông đen ra. Chỉ có trung tâm vận hành lên hồi mới xóa được cái này thôi. Còn ngoài nó không Phật không làm được. Cái này là cái quy luật chân lý, ông Phật không được quyền can thiệp vô. Nếu mà ông Phật mà can thiệp vô rồi á thì ông là vi phạm nhân quả. Bởi vì đây là tại sao ta nói là ông dạy cái này mà ông còn phải nể thần chủ thì lúc đó thần chủ chứ đâu có đồng ý ông này đâu. Nhưng mà sở dĩ á Thích Ca vô đây nghịch dạy năm thấp môn là thần chủ thế giới kiểm tra liền. Nó tôi dạy đi luân hồi, tôi có dạy thoát ra ngoài đâu mà ông không cho. Ờ à, được. Nguyên tắc này thành ra ông kia ông làm lơ. Chứ bây giờ hỏi gì? Ờ, họ muốn lên đâu? Lên trời, lên niết bàn hay lên gì đó ơi. Ở trong này được à? Đừng đi ra ngoài. Ông dạy cái gì đi ra ngoài là coi chừng tôi. Tôi vẽ hậu không? Rồi hỏi tiếp đi. Bởi vì cái tiếp là con tên Phạm Văn Trung. À, xin thầy dạy cho con được rõ về người tu theo Thiền Tông các cúng kiến trong gia đình vào những ngày Tết. Cúng kiến gia đình trong gia đình vào những ngày Tết. Trong gia đình mình tu á, bây giờ nếu một mình á thì mình làm theo ý mình, còn nếu trong gia đình nên phải làm theo đúng gia đình.
là vì trong dòng tộc mình bà nó vẫn còn, ông bà cha mẹ mình vẫn còn ở trong dòng tộc, mình giải thoát được cái chuyện của mình. Ở trong dòng tộc phải lo cho dòng tộc, chứ không phải đừng. Bởi vì thấy cái này là không cúng kiếm nữa, có nghĩa là hồi xưa đó mình cúng bằng cái thịt cá, bây giờ mình lại chai lại để chi, hoặc là nếu thấy thì cứ qua quả bông thôi, đó là vậy. Nó thanh cao hơn, chứ sự thật đó nếu ông bà mình không có ăn đâu, nhưng mà bây giờ thì cũng như là cái xưa sao để lại. Nhưng mà có những cái ngày Tết đó, những cái bà con mình nó thuộc về cô hồn đó, được quyền để về nhà, thành ra phải cúng cho người ta ăn. Mình phải nên nhớ rằng mình cúng một cách thanh đạm thôi, chứ đừng có rượu thịt tùm rồi nhậu nhẹt tùm lum, đừng, không nên cái này. Mình cũng cúng, nhưng mà nên cúng là gọi là ta cúng chay đó, cho nó dễ hiểu. Rồi còn hỏi tiếp gì? Bởi vì cái tiếp là con tên Phạm Văn Trung, xin thầy dạy cho con được rõ về người tu theo Thiền tông cách cúng kiến trong gia đình vào những ngày Tết. Cúng kiến gia đình trong gia đình vào những ngày Tết. Trong gia đình mình tu bây giờ nếu một mình thì mình làm theo ý mình, còn nếu trong gia đình nên phải làm theo đúng gia đình, là vì trong dòng tộc mình bà nó vẫn còn, ông bà cha mẹ mình vẫn còn ở trong dòng tộc, mình giải thoát được cái chuyện của mình. Ở trong dòng tộc phải lo cho dòng tộc, chứ không phải đừng. Bởi vì thấy cái này là không cúng kiếm nữa, có nghĩa là hồi xưa đó mình cúng bằng cái thịt cá, bây giờ mình lại chai lại để chi, hoặc là nếu thấy thì cứ qua quả bông thôi, đó là vậy. Nó thanh cao hơn, chứ sự thật đó nếu ông bà mình không có ăn đâu, nhưng mà bây giờ thì cũng như là cái xưa sao để lại. Nhưng mà có những cái ngày Tết đó, những cái bà con mình nó thuộc về cô hồn đó, được quyền để về nhà, thành ra phải cúng cho người ta ăn. Mình phải nên nhớ rằng mình cúng một cách thanh đạm thôi, chứ đừng có rượu thịt tùm rồi nhậu nhẹt tùm lum, đừng, không nên cái này. Mình cũng cúng, nhưng mà nên cúng là gọi là ta cúng chay đó, cho nó dễ hiểu. Rồi còn hỏi tiếp gì? Con hỏi tiếp là thưa thầy, cho con hỏi sau khi mà thầy không còn giảng pháp môn này nữa thì chúng con có còn tiếp tục về chùa nữa không ạ? Lại xuống giảng thì đương nhiên có người khác. Còn chuyện về chùa đó, bây giờ tôi nói là khi mà tôi không còn giảng thì cái này ai gánh giác nổi thì người ta lên để gánh giác. Cũng như chủ tịch nước mà không có ông khác lên, chứ lẽ mà không có kỹ rồi bỏ luôn. Nhưng mà nên nhớ rằng về sau cái chùa này nó sẽ là cái di tích của Thiền tông, nó mọc từ đây về sau đó. Cái cao điểm của nó là di tích, chứ không còn là ai mà giảng nổi đây. Là giảng gì thì người ta đã giảng hết ra rồi. Rồi trước khi mà tôi nhắm mắt sửa tay, tôi phải nói thêm một số nữa. Còn cái nào nguy hiểm quá tôi nói thôi. Còn nguy hiểm nữa thì trước khi đi chồn mà như vậy mai lên lộn tự ra lên. Trung có đồng ý những gì thầy giải đáp không ạ? Câu hỏi kế tiếp ạ. Có một vị hỏi là như thế này: ví dụ như bạn của con làm các cái nghề như giết mổ hoặc là đầu tư gì đó vân vân, mà bây giờ có dư được số tiền này, bây giờ bạn con đem đi tạo công đức như mua sách hoặc là tặng cái chùa để xây dựng, vậy thì bạn con có công đức không ạ? Cái phần nào thì ra phần đấy. Giờ tạo công đức thì nó có công đức, chứ sao không có. Cái nghề định nào nghề, bởi vì tại sao là ông Trần Nhân Tông giết người ông thành Phật được? Tại cái trường hợp ông cái ông kia xâm lăng nước mình thì ông phải giết. Còn cái chuyện hồi đó mình không hiểu, mình làm cái nghề này thì giờ mình lấy công đức để mà hóa giải đi. Bây giờ cái phước đức hay là âm đức nó cũng là bằng điện từ âm dương. Công đức này nó không nằm bằng điện từ âm dương, mà khi mà công đức nó đem về trung tâm vận hành luân hồi rồi thì âm đức phước dương gì nó bay mất hết rồi, nó còn. Thì mình đem về bằng công đức, thì bằng phương tiện gì đó thì mình tạo công đức ra.
mình bởi vì người ta là làm lỗi là ta tưởng là tôi tội lỗi rồi, tôi không thể tu cái này, đâu phải đâu. Nên nhớ là tội lỗi là một chuyện khác, hồi đó tôi không biết. Mà bây giờ tôi nói là tại làm sao mà cái ông vô não ông giết cả 99 người ông Phật độ được, nó tại vì ông không hiểu. Thành ra ông Phật làm đại toàn giác, ông chỉ nói là cho biết, nhưng mà ông vô não này nên biết rằng ông có công đức trước, ông Thích Ca mới độ được. Còn nếu mà không có công đức không đạo được đâu, chứ không phải đơn giản. Bây giờ nói thật giống như vừa rồi mà cô Yến cô chữ vậy, cô có công đức trước luôn, cô mới thường xuyên xong cô chữ cái này để chi đó mà qua cái công đức ra. Mình đừng có hiểu lầm cái thiền tâm này, trước làm gì không cần biết, nhưng mà bây giờ biết tạo công đức nó sáng, thì tuy là những cái phước đức âm hay là phước đức dương nó sẽ bay về tới trung tâm dường hành luân hồi, thì cái đó nó tan trở về cái thế giới vật lý. Và những nguyên tắc á, cái đất này, tam giới này gọi là sống bằng thế giới vật lý, nó phải luân chuyển theo vậy. Còn đi vào trung tâm vận hành luân hồi là cái nơi không biện từ âm dương không quay được, thì điện âm về âm, điện dương về dương, duy nhất chỉ còn tánh Phật và công đức mới thoát đi vào hải triều dương mới về Phật giới được thôi. Thì mặt tình trước đó mình cũng làm thì không thành như này. Bởi vậy thành ra tên, bởi vì trong kinh thường nói là có tay đồ tể có thể giết người mà dám thành Phật, buông đau thành Phật. Đấy là nguyên tắc này nè, buông đau thành Phật giới điều kiện là anh phải có công đức, chứ không là anh buông đau mà không có anh có sẵn xuống địa ngục luôn. Đừng hỏi tiếp đi. Dạ. Họ câu kế tiếp là ngoài việc tạo công đức bằng tặng sách thì công việc về chùa. Alo. Thì mình thường xuyên về chùa là làm những cái công việc trong chùa thì cái công đức nó có như nhau không ạ? Tùy theo. Bây giờ mình về, tôi nói thật á, bây giờ mình về chùa cũng làm, mình làm cái tấm bảng, làm cái tấm bảng đá, nó thấy bảng sạch rồi lại ta đọc, mình mới về ta chỉ ta đọc, mình chỉ chỉ người ta đọc, người ta hiểu là mình có công đức, ta đọc, có nghĩa là làm trong cái chùa thiền tông làm cái gì cũng có công đức, ít hoặc nhiều, còn chùa vật lý là một ác đức hai phước đức dương. Bây giờ vô đi về đó, có nhiều ông chùa bây giờ dùng này nó phúng nhiều á, bị lâu này công quả này nó cúng đầu kia xuống địa ngục mình cũng đi theo xuống hoặc lên giảng sanh cũng vậy. Mình phải hiểu cái nguyên tắc của cái thế giới này, sống ở thế giới nào, sống ở đoạn nào phải tính đoạn đấy. Bởi vậy tại làm sao mà tôi nói là quyền ký chưa công bố ra, tất cả người tu nêu bộ Phật là tu mù. Mà ta không hiểu, ai cũng nói tu giải thoát mà có khổ, có nhiều nhà người bỏ gia đình đi lên trên núi xa, núi cấm tu cái gì trên đó. Tất cả những người đi lên đó tu 3 năm về ăn mày hết, tôi đã được về hết treo luôn. Tôi có ông chú này tôi không nghe lời, trên lễ đó bán kiểm vàng ở chợ Phú Thọ ở quận 11 á, rồi còn mấy trăm cây vàng đem trở làm đã đợi rồi về và chết. Có được cái gì đâu, không hiểu. Mà lên để mình cứ nghe ông này nói nghe, gì cũng nghe, mà lên trên đó tôi xin lỗi cho các ổ vụ, ổ lừa gạt trên núi. Cái ông trước lừa gạt ông sau, ông sau lên hỏi rồi dẫn đi chứ hết tiền đi. Mà nên khổ là hết tiền người ta không tiếp mình á. Lên đó mới vô á, tưởng ở Sài Gòn lên ngon lắm, lên tiếp đãi đàng hoàng, biết hết tiền thôi, đủ xuống tức chết chứ có gì đâu. Thì tôi bởi vì nó chuẩn quá là cái chuyện này cho người ta biết. Thì bây giờ tôi nói thật, tất cả các chùa ở Sài Gòn, các lớn ra ai là mạnh thường quân lớn là người ta tiếp đãi lắm, nhưng không có đồng bạc nên có tiếp không. Nó nguyên tắc thế giới vật lý nó vậy. Còn thiền tông nó khác, thì tông bởi vì không xài cái vật lý này thì nó mới tồn tại được. Nhưng mà cũng phải nói là 100 người cũng dính, 70-80 người dính vật lý, tu thiền tông vẫn dính, chứ không phải. Mà bởi vì đây là người ta muốn nói để chuẩn hóa lại, phải làm sao mà tu đạt chỗ nó đúng mức của nó.
đời này cố gắng đi về Phật giới, còn nếu mà không về thì tao cứ quay vòng 10.000 năm nữa, rồi không biết mình ở đây không, hay là 10.000 năm nữa mình qua Phi Châu mình ở. Con tên Nguyễn Trung, Nguyễn Đức Thiên, xin hỏi Thiện Chủ, người rơi vào để tánh thanh tịnh được trở về Phật giới, thì những người đạt được chứ chỉ thiền tông và những người đạt được bí mật thiền tông, biết công thức giải thoát nhưng chưa kịp tạo công đức thì vậy có được về Phật giới không? Không có công đức là cái phương, cái công đức là cái vật tư để đem về, mà nó có sao về? Mình tu gì tôi xin làm thiền gia, không có chút xíu công đức thì tao cũng ngồi để quay tiếp. Thiền gia là để nói cho cái người có trình độ hiểu để giúp người khác thôi. Chứ còn cái chuyện cái công đức và cái pháp môn thiền tông này không cần anh cái công đức càng nhiều, hiểu được cái quy luật nhân quả thì anh về được. Còn nếu anh không hiểu cái này, anh cho 10 cái bằng thiền gia anh cũng không về, ông về nổi chứ đừng nói Phật gia, Phật tử à, nên nhớ là bởi vì tại sao trong cái chuyện thiền ta nói là anh muốn về không? Muốn, thật sự muốn, có công đức không? Có nhiều. Rồi Phật sẽ dẫn mình đi với điều kiện công đức đừng có Bồ Đề. Bồ Đề mà Phật chê cũng không được, đi về bởi nó lem cũng được. Nó phải hiểu nguyên tắc này. Muốn về Phật giới là phải đúng ba cái căn bản này. Thì nói đúng ra 10 quyển sách, 11 quyển sách nói cho đã vậy thôi, chứ có xài có 3 món, có nhiều đó. Mà bây giờ hôm đó có anh nào bỏ thì nó ngắn gọn, tại ta nói là không chịu nghe chứ không được ngắn gọn, thì nó có 3 món vậy thôi. Mà bây giờ nói tôi giờ mà muốn không lên thiền gia mà không biết không đức phải làm gì. Phật gia Phật tử có công đức mới về được. Nếu một Phật tử mà nếu mà công đức nhiều thì Phật không cần ấy, ổng cũng tới ổng kẹp về rồi này, nó đủ tư cách về Phật giới. Tại vì cái người, ví dụ bây giờ ông A quê vào đây thì khi có tạo công đức là cái ông Phật á dẫn đầu tiên, ông có tìm lợi đâu đó người ta kêu mày vô, bây giờ tao kêu mày có rồi tao đi về, tao dẫn về thấy có công đức mới về được. Vậy kế tiếp là nếu không có công đức về Phật giới thì quay về luân hồi như thế nào? Thế nào là tùy theo nhân quả cho mình chứ, chứ làm sao thế nào? Bây giờ là ở luân hồi này giờ muốn lên thiên đàng không, hay muốn ở dòng tộc không, muốn làm thần, đó là do mình, do ý mình. Ở lại mình phải chọn. Giống như ở đây phỏng vấn đi nước ngoài rớt làm sao? Ở lại Việt Nam phải lên tìm việc làm ăn, chứ không để rồi cứ mơ mộng hoài, phải không? Ở lại đây là do mình, do cái nghiệp của mình. Mình ở đó mình dính cái gì đẹp ở đó. Chuyện ơi, cái câu số 2 này hỏi nó không có đúng vô cái chỗ đó, nhưng mà con cả thôi đọc lên nha. Cõi Nam Diêm Phù Đề là trái đất có thể thấy được bằng mắt thường, các hành tinh còn lại như Bắc Cô Lôi Châu, Tây Ngô Hóa Châu, Đông Thắng Thần Châu, Thượng Tu Di Châu, Hạ Diệm Quan Châu là tương ứng với hành tinh nào? Theo khoa học, trong hệ mặt trời có 9 hành tinh xoay quanh mặt trời là trái đất, mặt trăng, sao kim, sao mộc, sao hỏa, sao thổ, sao thủy, sao dương vương, sao thiên vương. Vậy tương ứng như thế nào? Cái đó là vật tư, kim mộc quỷ thần hổ là vật tư, chứ là quan đâu. Bây giờ giống như bây giờ hồi đó mà chưa lên mặt trăng, cái gì chưa mặt trăng là cái vật tư, rồi cái phương tiện để nó chiếu sáng là trái đất này thôi, nó đâu có sự sống ở đó đâu. Còn thí dụ hành tinh nước, hành tinh đất, đất đá gì đó là hành tinh vật tư. Đọc trong cái quyển số 10 á, là khi mà tạo thành một cái đất á, thì đầu tiên gì từ tới thì dương hút cái tay, hút cái hành tinh điện tử dương á, cho vào cái trung tâm vận hành luân hồi để trên trung tâm cái trung tâm cảm xúc hành tinh á, nó quay theo cái đặc chuẩn vật lý đi, rồi sau đó mới hút cái địa cái đất diệu nhiệt. Rồi thứ ba cái đất là cái đất nhân quả đó, đất của mình gọi là đất đen, đất đỏ đó, là đất nhân quả đó. Rồi sau mới rải đá, rải muối, rồi rải nước vô thì nó mới hoàn chỉnh nha, nó mới hoàn chỉnh một cái hành tinh, mới đưa ra ngoài để nó thí nghiệm và cho nó quay đạt chuẩn vật lý thì mới cái hành tinh này mới sống được.
chứ còn nếu mà gọi là kim mộc thủy hỏa thổ là trong đó người ta nói là đây là hành tinh vật tư chứ không phải là có sự sống. Đất là đất không, nước là nước không, làm sao có ai sống đâu. Còn thí dụ con cá nó sống đó, nó cũng phải là có cái môi trường, nó có cái phiêu sinh vật nó mới sống được. Dạ, con hỏi thêm đi. Thưa thầy, con xin hỏi là trong kinh Pháp Hoa có đoạn viết như vậy nè, người cha thấy nhi thấy nhà của mình sắp cháy, rồi bèn dụ các con của mình ra ngoài, rồi cha cho các thứ đồ chơi đẹp, vậy là sao mấy thầy, con không hiểu. Cái hỏi về kinh Pháp Hoa, tức là trong cái nhà lửa đó. Vâng, thì người cha thấy các con còn trong nhà lửa đó, mới dụ các con ra cho như xe trâu, xe dê, xe hưu được. Cuối cùng cho xe trâu trắng. Cái này là cái phương tiện Đức Phật dạy thôi. Thì xe trâu là gì? Cho qua quả Bồ Tát. Tinh văn duyên giác. Xe này xe dê giống như tinh văn duyên giác Bồ Tát đó. Thì đó là cái ví dụ. Nhưng mà sau cùng là ông giao cái gì? Ông giao con trâu trắng. Con trâu trắng thì tượng trưng cho giải thoát. Trắng bóc phải không gọi gì đó. À, con trâu trắng nên nhớ là con trâu trắng. Con trâu đen thì tượng trưng cho Bồ Tát, còn con trâu trắng thì tượng trưng cho là Phật giải thoát, không dính bất cứ gì. Bởi vì ta nói cái chỗ này thì mới ví dụ mà bôi đen của công đức mình mà bị một chút nhơ thì không được. Thành ra các bởi vì tánh Phật nó độ là thanh tịnh sáng suốt. Mà thanh tịnh thì có, nhưng mà không sáng suốt thì không xài được. Giống như mình ở đây có cái hộp xoàn á, nó sáng trưng bán mới được, chứ còn nó dính sình á, đem vô tiệm bán ai mua, nó tốt mà ta không mua. Có hiểu không? Xe trâu, xe dê, xe nai là nó ví dụ vậy. Sau cùng là gọi là giao cho con trâu trắng, có nghĩa là giao cho Phật Thừa, là kinh Pháp Hoa ví dụ vậy. Thì sau cùng bây giờ chừng nào mới ra nha? Đợi khi nào Đức Phật quăng cái hạt minh châu ra, một long nữ nhận được trình Đức Phật, Đức Phật rồi được ta giao cho người phổ biến này ra là ở đâu? Đây. Đó, giờ ở đâu? Long An, Tân Long, Tân Diệu. Thì bây giờ nó là ở đây, thì long nữ này mới nhận được. Thì trong cái kinh thập phẩm mà phẩm đâu phải không? Phải là nói là Đức Phật quăng một hạt minh châu ra, rồi một long nữ mới nhận được, đưa trình Đức Phật, con đã nhận nè, rồi giao con phổ biến ra. Bây giờ mình mới nói rõ chứ ngày xưa nói chuyện là ông nội ai có biết cái gì. Tự nhiên cái lần quăng ra con rồng nó ngậm được đưa cho ông Phật xác nhận rồi, con sẽ thành Phật. Bởi vì mấy cái ông thầy dịch này, ông dịch trong xíu một chữ, ông không hiểu. Nó cái kinh, trong kinh là nói vậy. Vì thế mà cái này sở dĩ ông Phật nói là gì? Thành lừa ông thần chủ á, thần chủ thế giới. Nếu mà nó thật cái này, nữa nó còn cái người nữ ở đứa rồng á thì bởi vì thần chủ nó cũng làm cái chỗ này. Mà kêu bây giờ, tại sao với đó là người dân minh linh thật cao không ép được, thần không làm được. Rồi đây, thần sẽ tất cả các cái gì mà tin sai sẽ bị chẹp hết. Quy quyền mỗi một vị thần chủ như thế nào? Muốn biết quy quyền thì thần chủ nói sao? Ta là lập càn khôn vũ trụ. Ông thần chủ nói vậy. Rồi mấy người kia dạ nghe rồi. Ta là thượng đế, ta là gì đó. Nói gì đó. Nhưng mà khi loài người dân mới lên cao, phá ông nói không? Ông nói tầm bậy. Tao quy định này, tôi có một tôi quăng ông chết rồi, ông chịu không? Ông sợ. Bởi vì khi loài người dân minh lên mới dám nói cái này. Còn nếu mà loài người không dân minh nói này được. Ông thần ông trợ ông suối về suối lính của ông, chính núi cùng lính của ông Phật giết mình đó. Bây giờ ai đây? Lính ông Phật giết mình chứ ai? Chứ đâu phải lính của thần đâu. Giờ lính ông Phật, lính ông Phật. Con tên Bích Tiên, xin hỏi thầy, con không có tinh sách hay hướng dẫn ai nên không có công đức, nhưng lòng hiểu lỗi lời của Phật và sống và làm việc thanh tịnh tại nhà. Con hiểu
con hiểu là pháp môn thanh định thiền rất khó, con không biết không biết làm thơ, vậy con có đủ sức để về không hay hay phải nguyện? Cái làm thơ biết không thành như vậy. Đâu được tổ dốt chết ở tu làm được mấy câu có lẽ vừa làm được. Mình ăn cắp người ta, nhái người ta. Ví dụ mình biết cái đó là mình làm chặt cũng được thơ, ví dụ không cần đúng đường luật. Bây giờ mình không có học rồi đâu làm thơ đúng đường luật được. Thế mình nghe người ta mình nhái, nhưng mà mình cắt thấu lộ được cái sự hiểu biết của mình, người ta vẫn chấp nhận những câu thơ này. Không phải là thơ thì không cần đúng đường luật, mà ta cần biết cái ý của mình. Nếu muốn về Phật giới thì hoàn toàn phải có công đức, chứ không công đức thì thôi không cách nào về được. Là vừa qua đó về đó để làm gì? Cái đây là cái trật tư để tạo ngôi nhà pháp thân và kim thân Phật, mà mình không có cái này thì về bởi làm gì? Giống như giờ tôi lên núi cất nhà không có miếng xi măng gạch, làm sao tôi lại tôi cất? Bắt buộc phải có, ít nhiều cũng phải có. Nhiều thì các nhà to, ít thì các nhà nhỏ. Bắt buộc phải có cái này thì cố gắng đi. Còn tạo công đức đâu bắt buộc mình phải lao động gì đâu, mà về chế thì mình chỉ cần đi nói cho người ta biết thôi. Xin năm ba quyển sách đi nói đi. Người này cho mượn được hết cho luôn. Đó mình chỉ tạo năm bảy công đức mình về được rồi. Nhưng mà phải quyết chí về, chứ mà đừng có chấp. Thứ nhất đó, tại sao mà hồi đó ông Lương vào đây cách quá trời rồi mà ông có chút xíu công đức, tại ông không hiểu. Rồi bây giờ cái công đức nó không phải vậy, công đức là giúp cho người ta giác ngộ giải thoát, mình phải hiểu cái nguyên tắc này mới hiểu cái thiền tông được. Đó, vì thôi bây giờ mình ít thiền về nữa, như xây cái nhà nhỏ là một Phật nhỏ thôi thì đó là Phật thôi, thoát ra cái này đi, rồi sau đó mình ứng thân quá thân và mình giúp từ từ nó lớn lên. Rồi câu hỏi tiếp đi. Thầy cho con hỏi, tại sao phải vào bí mật thiền tông mới được tạo công đức? Bây giờ bí mật thiền tông mới tạo công đức, ai nói câu này? Hồi làm rồi. Tạo công đức có nghĩa là mình giúp người ta, còn bí mật thiền tông nó là để nghe lại cái bài dặn dò. Vô thiền tông, bí mật thiền tông để nghe cái bài dặn dò, đi về chắc ăn hơn, giống như mình tốt nghiệp rồi phải có cái bằng ra ta mới thông nhận. Cho nên tôi tốt nghiệp ra nói là họ không tin. Nhưng mà quan trọng nhất là cái bài dặn dò trở về một giới, phải cho thông cái này, đừng có lầm. Nếu mình lầm cái này đi sai rồi. Nói thật, khi mà mình công đức nhiều thì không nói, chứ công đức mà ít ít vừa vừa đó, vừa mất ra thức dậy bà con của họ nó dây đó, là cái cửa của dòng tộc mà. Lúc đó là chỉ cần ôm mẹ một cái, ôm cha một cái là thấy đầu, ôm bác chị kia là cái gì khỏi gì. Là vì cái lực dùng quả nó hút mà. Vừa đụng giống như dây điện này nè, vừa đụng tới hút kéo liền. Đừng có đụng tới. Thấy chào được chứ đừng có ôm, ôm vô là dính. Thế giới vật lý mà. Thế giới vật lý vừa máy động ham muốn ôm nhau là rồi, kể như thua. Đi tiếp đi một chồng nữa. Một vòng nữa mà rủi á, nữa sanh ra mà ông già ông làm nghề giết mổ thì mình cũng phải theo ổng chứ sao giờ, cái nghiệp mà theo nha. Phải, mình phải hiểu cái nguyên tắc này, phải cố gắng tạo công đức bằng cái gì cũng được, nhưng mà đừng có kêu bằng, người ta bảo đừng có bánh bung mà trong sáng thì ít cũng được mà trong sáng. Xin thầy cho hỏi cái công đức mà bôi đen á, thì bây giờ ví dụ như ai có công đức bôi đen, bây giờ ta sám hối buông, cứ nhờ được buông cái công đức đó sám hối lại rồi có làm tiếp tục cái công đức nó còn bôi đen nữa không? Chỉ có đức Phật ở trên đất này không có, ông Phật vọng không xóa được cái này mà sám hối cái gì, sám hối cho nó vui thôi. Trên đất này phải về nguyên tắc nha. Anh là có một cái hộp sò á mà nó dính dầu rồi đó, anh cách nào không có lau chùi cũng sạch thôi, mà chỉ nó có cái loại quá chất đặc biệt ngâm vô nó bung ra, để anh đừng có lau chùi mất công đâu. Giống như mà bây giờ tất cả như bây giờ thì khoa học nó chứng minh
anh có cái gì mà anh đưa vô điện giải á, tự động nó bung ra. Còn anh không có cái điện giải thôi. Điện giải là gì? Nó nằm ở trung tâm vận hành, vô đó tự động nó tách cái điện từ âm về âm dương, về âm dương nó mới bốc ra được. Công đức mà dính vô rồi, ông Phật còn bó tay, còn mình sám hối cho nó vui thôi. Chứ là có nghĩa là sám hối mình tạo cái khác được. Thôi cái này đi bỏ túi đi, tạo sao? Ý hỏi thầy là tức là công đức quy mô đen thì nó biết là vậy, là ý là sám hối, tức là những cái chuyện mình làm xưa nay tức là nó đã mô đen, nhưng bây giờ mình sám hối. Sám hối nghĩa là không làm nữa những cái chuyện đó, tức là không làm nữa, giờ mình đồng thời làm những chuyện tốt hơn. Nó quay gọi là quay đầu lại đó, thì cái công đức này nó có hay không? Ví dụ chứ không phải cái bo đen hoài thì chắc không ai dám tu. Ví dụ nói vậy nó có sáng lại hay không? Con hỏi lại như vậy. Công đức bôi đen thì nó vô trung tâm vận hành nó mới sáng lại. Còn ở đây sám hối có nghĩa là không làm nữa, nhưng phải làm mình tạo công đức khác. Tạo cái khác chứ không cái này cũng được. Cái này phải đem về nhúng vô trong cái trung tâm vận hành, mà nhúng nó vô đó là tự động nó bút mà. Điện hư nó là gì? Nó là điện từ âm dương, nó dính rồi thì chỉ vô đó nó mới mà nó phá được thôi. Còn ngoài ra không ai lau chùi cũng được hết. Nó vô đó tự động. Ý là sám hối tức là nhưng lại không làm nữa. Là không có. Cho con xin hỏi câu là như một người tu thiền tông đó, mà trong cái đời sống đời thường này là sống hoàn toàn với tánh người, sống một cách là cái tánh người là mất kiểm soát, là bị nhượng hoàn toàn, thì khi mà hết duyên nơi thế giới này đó thì có đủ sáng suốt để nhớ tới cái câu gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma không? Gặp lại rồi này, tức là bây giờ cổ hỏi là cũng như trong cái cuộc sống hàng ngày của mình thì mình sống bằng tánh người, nhưng mà khi mình sống như thế nào để khi mình mất cái thân này á mà mình đủ sáng suốt để mình nhận biết được là gặp Phật với Phật, gặp ma với ma. Muốn biết nó có công đức thôi, chỉ có công đức nó mới hiểu được tất cả. Bởi vì nếu mình sống mà bị công phước đức dương á thì nó bốc mình bay bổng á. Phước đức dương bốc bổng phải bay lên, phước đức âm nó phải đè xuống, nó kéo người trái đất này. Phước đức âm là vô nằm ở trong trái đất này, còn phước đức dương nó bay ra ngoài quả trái đất này. Còn công đức nó lên không được mà nó vô không được, là nó đi ra trở về cái trung tâm vận hành luân hồi, phải hiểu cái nguyên tắc này. Chứ còn đừng có nói tôi làm phước thiện thật nhiều đấy, làm càng nhiều nó càng nhẹ, nó càng bay lên. Mà nguyên tắc á, khi một người mất rồi đó thì cao thần quản lý tánh Phật của mình á, ông mới nhìn thấy cái trung ấm thanh này nè, cái gì đó ông biết liền, nghe không? Rồi A Di Đà nắm quan trình đầu lên đảo đi 10 ngàn năm xuống đó. Bởi vì cái tại sao cái này không, tại sao có cái ông thần mà quản lý tánh Phật, là vì nên nhớ là mới đầu vô mượn thì thần chủ dùng cho đồng ý rồi, nhưng mà nói là cho một thần đi theo quản lý cái tánh Phật này, có phải không? Hồi đầu tiên nó tôi vô tạo một số công đức tôi về đây, giờ có ai chịu công bố quy ký đó mà không chịu tạo, mà nó lên cái tạo nhà lầu xa hơn không, nó tạo phước đức nó kẹt vậy. Thành ra bây giờ nguyên tắc nếu mình có công đức thì tự động rồi, muốn về nó rộng rơi vậy, nó rơi vào trung tâm. Nhưng mà nên nhớ rằng cái rơi này đó, bởi khi người ta tiền người ta dặn cho kỹ nè, anh khi anh rơi đó, anh nhớ là anh thấy những cái điểm sáng nó kéo anh lên để anh đi theo, mà cái hình bóng của ông Phật đi theo, hình ông Phật đi theo bà sáng đừng đi, ở trần đi chút xíu nó trở lại cái hình ông thần, chứ không thần nó đổ dạng. Bởi vì phải nguyên tắc cái này, phải hiểu cái này, muốn về Phật giới phải cho kỹ. Còn nếu mà không kỹ cái này chắc chắn 100% là, bởi vì nên nhớ rồi, mình ra bến xe đi bến xe miền Tây mấy chục người nó lâu chứ đâu phải một người đâu, mình không biết nguyên tắc này thì đi theo người ta. Thành ra cái công đức nó vừa nó có cái tác dụng là cái vị thần quản lý nó không lên gần,
Rồi tất cả bà con dòng họ mình không ra gần được, vì nó cực sáng quá, không dám, không ra gần, nó dương quá. Thì tự động thì có cái điểm sáng á, thì ta kéo mình về. Có nhiều khi đi một chút mà thấy vậy, đừng có thấy ông Phật á, thấy ông Phật dẫn đi cũng đừng có đi. Cái điểm sáng dẫn đi đâu thì đâu rơi. Bây giờ nghe là nghe rơi chứ, chứ đừng nghe bay bổng mà. Mình không hiểu, mất thức dậy cái thấy bay bổng mà thấy Phật dẫn đi thì đi theo ông rồi tới đầu lên gặp đồng gặp Ma Di Đà đó. Đây người ta chỉ rất rõ ràng. Rồi câu hỏi tiếp đi. Thầy cho con hỏi hai câu hỏi ạ. Câu đầu tiên là như thời đại bây giờ ấy, thì chúng con là giới trẻ ấy, thì việc tạo công đức thì nó cũng khá là thuận lợi bằng việc là chúng con chia sẻ lên trên mạng xã hội hoặc là xây dựng những trang website để cung cấp cuốn nội dung số về cuốn sách cho những người ta đọc được hoặc là dịch sách sang tiếng nước ngoài để cho người vô gia pháp đọc được. Vậy chúng con làm vậy thì cái công đức nó có được, tức là nói một cách đơn giản là làm như vậy thì công đức của mình có được không ạ? Đó là rõ là bây giờ là bây giờ cái giới trẻ bây giờ họ biết được cái pháp môn này, họ đưa lên những cái trang mạng rồi họ dịch từ cái tiếng Việt sang những cái tiếng ngoại quốc, thì những người ngoại quốc người ta cũng có thể nhận được pháp môn này, thì cái công đức họ có được như thế nào ạ? Có công đức đó. Cái đó công đức chắc chắn, mà công đức này rất trong sáng, nên nhớ. Bởi vì cái giới trẻ bây giờ đó, cái giới già đó thì nó có sạn ở trong, chứ cái giới trẻ trong bảo đảm rất trong sáng. Tôi đã từng chứng kiến á, có nhiều đứa trẻ hầu ổng chính ông già bà già đi theo cái đạo khác, nó lạo lạo. Ông già bà già nó biểu cô sao con không đi xin tội, ông hỏi chỉ xin dài. Nó ông đó, tao nói với ông đó còn thua con đó. Mới có 15 giờ, mình dám nói cậu là tất nhiên nó hiểu cái này. Mà nó nói vậy chứ ông bà nó không có hiểu đó. Nó học là thấy cái chính những cái giới trẻ mà có cái tâm hồn trong sáng về tạo công đức chắc chắn 100%. Mà nếu được truyền thiền nữa, nhớ là phải được truyền thiền. Còn không truyền thiền thì mới nghe lốm ở đâu, làm sao nghe được cái lời dặn dò. Nếu không được truyền cũng được, rồi đây nó sẽ trên cái bài này nó sẽ có. Bởi vì bây giờ cái giờ dặn dò chưa công bố ra nhiều, tới thời gian nào phải được công bố ra để cho cả thế giới biết. Lúc đó không cần phải là truyền thiền nữa mà dẫn về Phật giới được. Truyền thiền đây là cái phương tiện thôi, nên nhớ rằng lúc đó thì bởi vậy tại sao là khi mà cái lời dặn mình lên một mức cao nữa thì cái thiền tông này nó rất mạnh. Thành ra về sau ở đây nó thuộc về cái di tích thôi. Bởi vì tôi nói tại sao trên thế giới chưa có cái thứ hai, đi tìm đi, nếu ai nói có cái thứ hai tại đây. Chùa thiền tông tôi hiểu là nhỏ chút xíu vậy mà nó là số 1 trên thế giới. Thưa thầy, con xin hỏi, con nghe Phật dạy là tu tâm mà con không biết tu tâm là gì. Con xin hỏi thầy, con chỉ hiểu là tu tâm có phải là tu cái đạo làm người không thầy? Tu tâm sửa tánh, tu cái đạo làm người của mình không thầy? Nam Mô Di Đà Phật. Tu tâm là tại vì người ta không biết, là bởi vì người ta nói là tu mù á. Cái tâm gì đâu tu. Bây giờ văn minh rồi, ai muốn tu tâm vô cho rẫy á, nó hư vô trong nó sửa lại. Ngày xưa ta không biết, ta tưởng là con người có cái tâm, nhưng mà ta hiểu cái tâm nó sai. Cái tâm con người mình đó là gọi là có tánh Phật, tánh người, hai cái này nó gộp lại, muốn xài cái nào xài. Giờ thì tâm nó mới nói này, chứ người ta tưởng đâu là tất cả đạo khác, đạo Phật cũng nói là tu tâm. Tâm cái gì đâu mà tu, tâm hiểu nguyên tắc. Bây giờ thì nếu mà giải thích rõ ràng muốn tu tâm thì rất hay. Sài Gòn nó có nhiều chỗ tu tâm á, thay tâm luôn, nó thay tâm luôn. Chứ còn người tại người ta hiểu, bởi vì người ta nói là sao, trước đây không quyền ký chưa công bố ra là gọi là tu mù. Nghe ai nói gì tu đấy, đâu có đúng. Giờ phải tới đi. Thầy ơi, tu tâm có nghĩa là mình
Thầy ơi, chị con xin hỏi chị tu tâm, cái tâm mình có phải mình tu tâm là mình tu tâm sửa tánh, tu cái đạo làm người của mình không thầy? Chưa hiểu. Chứ tu tâm này là mấy ông cải lương không dạy. Tu tâm giữ tánh mà giữ lấy sang hà. Cái đó mấy ông cải lương không dạy. Có nghĩa là tu tâm sửa tánh, người ta tưởng đâu là cái hiểu biết của mình là cái tâm, chứ không phải. Nhưng mà tại bây giờ thành ra đạo Phật thiền tâm ra đời để đi chuẩn hóa lại, chuẩn hóa lại nói cho đúng. Cái gì phải nói cho đúng? Bây giờ nội mà nói hai cái tiếng mà mê tín, nếu mà sửa toàn bộ mê tín là trái đất này nó sáng trưng luôn. Nói về kiểu mê tín là tin lầm, thì cái tu tâm cũng là tin lầm, nó cũng nằm cái dạng tu tin lầm. Rồi bây giờ các cả các nơi nó nói là thiên thượng đế lập ra trái đất, nếu mà vậy là trật thì còn sửa lại. Cho nó rõ là Nguyện Ký nó nói phải thượng đế lập mà cho cái ba quệ đời thế dương lập, giống như mình xây nhà. Hồi xưa người ta không hiểu, người ta tưởng là cái ông nhà giàu đó, ông cả các cái nhà. Không phải ông nó cắt đâu, ông bỏ tiền ra mướn thờ hồ cắt cái nhà, mướn cái tập đoàn cắt. Tới bây giờ người ta mới chỉnh lại. Hồi xưa người ta tưởng là cái ông ấy, ông có chủ nhà, ông cắt cái nhà. Nó chẳng không phải, ông có tiền mướn thờ hồ, mướn tập đoàn cắt cái nhà. Bây giờ giải thích rõ là vậy. Đạo Phật nó cũng nằm cái dạng này, nghĩa là cái gì nói sai bây giờ nói là cho đúng để là chuẩn lại. Chứ còn tu tâm là mấy ông cải lương nói chứ vô cha dạy vô con là giống như biểu con là tu tâm giữ tánh giữ lấy sân hà đừng cho ngoại bang xâm lấn gì đó. Cái chuyện đó, cái chuyện đó người ta hỏi nói cho vui về thế gian thôi, chứ còn về chính tính không đúng. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ thì cho con hỏi, con có hai bà chị tu theo đạo Thích Thâm Từ mà con mới đọc sách cho ta đọc cũng hiểu, mà con thấy hai bà chị con thường thấy giống. Vậy con hỏi thầy là con đọc sách cho ta có theo được không? Con thấy người ta nặng quá. Thường thấy riêng thấy giống giống bông á, giống bông vâng. Vòng thì dòng. Mà bây giờ có cái anh này là có hai người chị tu bên thiền của thầy Thích Thanh Từ á, thì bây giờ là tặng cho sách Thiền Tông, thì họ hiểu được cái pháp môn này thì họ thường hay thấy những cái vong linh á. Vậy thì người ta có tu theo pháp môn Thiền Tông này được hay không? Được. Thì nếu mà trường thấy những cái vong á là phải áp dụng tâm kinh Duyên Ca, là vì ngày sau là vì Hòa Thượng Thích Thanh Từ vợ dụng công tu thì tất cả dụng công là phải đem vô, đem cái gì vô thì cái ông thần quản lý tánh mình là dưới lính nữa lại, ông thần quản lý rồi là tính lính mà dưới lính nữa lại là bô la đó, mấy cái bậc cô hồn nó vô, ông kêu vô. Bây giờ mình đưa này vô, bắt đầu nó chạy ra thì mới gì thấy này thấy kia, nguyên tắc nó vậy. Mà nếu gan cái nằm theo này đông rèn dịch những một tháng không còn thấy con hoa nào vào vô rồi, nó ra hết. Mà tại sao có nhiều người, tại sao mà vô đây nào mà toàn còn sống á, mấy người bắt câu bằng vô đây cứ nói chuyện trên trời nó ở đây nghe thoải mái có tháng về hết, khỏi cho uống nhiều thuốc nào luôn hết. Đó là do cái bệnh kia rồi, bị dâm nhập á. Dâm đó là cô hồn nó không dám vô cái chùa này. Nó không phải chứ sợ gì đâu, nhưng mà trong cái chùa này là chùa chuyên. Bởi vì tại sao tôi nói là phải mở những cái máy cho ta nghe cái này để cho cái cô hồn nó rất là gần, thì ở trong này mới yên ổn được. Chứ cái này, cái chùa này mà nếu không có mở cái máy thì nó có âm thầm, nó cái lực nó không mạnh, phải mở ra thì cô hồn nó sợ. Giống như bây giờ này, tất cả những chùa nào tôi không biết, mà bất cứ ai đem cái quyển sách này vô cái chùa đó tự nhiên nó sáu tồn liền, nó sáu tồn liền cho mày.
rồi ta, mà bây giờ cứ vô rồi bắt đầu riết đi, ngồi đó đậu rồi phải không chứ ai đi làm cũng chạy luôn chứ đừng có nói cô hộ. Nó phải hiểu nguyên tắc. Rồi thì cứ nói gia đình tu là cứ tu, cái đó phải không sao, đó là cái hiện tượng mà tại nhiều xưa mình không hiểu. Và được thanh tượng biết là ông người bắt đầu thiều đi ra sau cái tổ gì bắt ngồi đó ngồi quay mặt vô hết ông nào ngồi ghê nữa. Rồi thành ra tôi hỏi đây các anh em là tôi hỏi đi quay kiếm gì đâu, tôi nói quay chừng lũng dắt ông em đi không mấy chuyện nó chửi rồi tự ta tu mà không có giỡn. Ủa cái này tôi nghe sách nói quay chừng lũng dắt soi biết là lũng dắt. Cho con hỏi lại tại vì á hai bà chị này tu lâu rồi mà thấy lâu rồi nên con mới cho mượn cái quyển sách thôi chứ con chưa dám giao luôn, nên là con mà mỗi lần con nói chuyện với hai bà chị có cảm giác nó nặng đầu sao á, cho con hỏi thầy cái đó có lý do gì thì tất cả cái hai người này á tức là con bị cái hiện tượng này lâu rồi, mà khi á mà cái anh này á mà đưa cái sách cho hai bà chị á thì chia sẻ á, thì ta cảm thấy á, ảnh bị nặng đầu, thì cái nguyên do nó là từ đâu? Thì mấy cái ông mà quản lý thánh mấy bên quản lý cái xác của mấy người đó nó ghét nó làm vậy thôi kể, bởi vì cái này á đừng có lớn tới ai kể ai làm cho mượn sách đừng khi nào nói. Bởi vậy nói là trực diện đối đầu lợi với mấy cái dông á. Bây giờ tự nhiên tôi là đang ở yên trong này ông lợi ông phá ông đuổi tôi ra tại đó thì nó kiếm chuyện với con với đâu có sao thấy không, thì cái chuyện nó ôi thì nó ôi cả mình. Tôi nói thật ra tôi nói này cho nó đập tôi rầm cho nó tiệt thành nó lỗ tai tôi giờ yếu là cái chỗ này chứ không phải tôi tự nhiên tôi yếu đâu á, nhưng mà thôi kệ cái nó phải hành những lời mình phải hiểu nguyên tắc nó. Thì thôi bây giờ mình muốn giúp người thì nên đưa sách rồi dần dần người ta bỏ ra, chứ bây giờ nói xin lỗi ông Thanh Từ ông dạy đạo hồi năm 68 tới bây giờ nên nhớ đi, ông tiêu bố ngộ thiền năm 68 tới giờ, bây giờ phải là như 50 năm rồi phải không, chứ đâu phải nhỏ đâu. Tết Mậu Thân gì này kỷ niệm 50 năm là Tết Mậu Thân. Chứ đâu phải đơn giản đâu, mà giờ muốn nó vô cứng rồi, muốn đẩy ra khó lắm. Chứ không phải giống đâu, một ngày một giờ mà nó ra đâu. Mà nếu muốn cái này, nếu mà phải có công đức cố gắng thì nó vô được, nó phá luôn. Ở đây có ai nhớ, hồi đó có cái cô quý mà tu ở chùa Hoàng Pháp á, chứ ai đi đà hoài niệm đi. Khi đưa cái này vô cùng nó quậy gỗ là nó khùng luôn đó. Thì tôi bảo thôi cứ mở cái bà sáu gì tổ la lên đi, la đi hết luôn. Từng đâu nào đâu cổ diễn tả không thể tả được. Nó trùng mền nó làm đủ chuyện hết đó. Có nghĩa là cổ nó còn muốn đi đừng có sợ. Vô đây đừng có sợ chết năm ăn năm thua. Mở đi mở ba ngày tốn luôn hết thế. Thì Hòa Thượng Thanh Tường cũng là cái dạng dụng công, tất cả dụng công đều là thần đem vô mà đem luôn lính thần ở lại. Thần thừa hành là nó có lính cô hồn thì mấy đó nó phụ ổng á, phụ mấy ông thần thừa hành đó nghe không, cô hồn bây giờ nó phải theo mấy ông này, giống như mình mà cảnh sát thiệt mà kêu cảnh sát thiệt rồi mấy ông gì đó đi theo á, ăn theo á. Rồi con hỏi tiếp đi. Con hôm chủ nhật tuần trước con có tới chùa, con có nghe bạn đạo chúc tết thầy à, thầy nói thôi tôi thầy không nhận, thầy giải thích lý do không thôi. Chúc là hôm bữa người ta chúc tết đó mà thầy không nhận á, trời ơi cái nhiệm vụ của tôi nói thì đâu chúc tết cái gì, chứ đâu phải tôi là con người thế gian chúc tôi phải đó. Nhưng mà tôi á, mong cái này là tôi muốn nói này ra, tại vì tới tôi cũng nhắc về đây là tôi sợ lắm. Thì cứ nhận tôi phải lát tôi về chứ sự thật. Khi tôi công bố quyền kiến ra rồi, bao nhiêu người họ ghét tôi. Chứ không phải đơn giản thôi. Con suy nghĩ đi. Bây giờ người ta nói là có cái ông đó không có cộng đầu mẫu dạy trên trời đất á. Thì hôm nãy ai nói, tôi nói
chứ không có ông dạy thành Phật ổng cậu đâu, cậu ông nào muốn làm thầy thì cậu đâu. Tôi đã nói rồi, tôi dạy để thành Phật, đừng có cậu đầu. Cậu nào muốn làm thầy cứ cậu đầu đi, nên ta kêu bằng thầy. Thành ra bây giờ nói đúng ra khi nào công bố ra này, con nên nhớ là tất cả những bất cứ ai mà bây giờ giáo hội Trung ương đến tới nghe cái chùa thì Tân Diệu là họ sùng rồi. Nhưng mà là, nhưng mà trong đó có người họ thương, có người họ ghét, cho mình ghét hết. Tại sao trong ông Thích Giác Quang đó, ông là người là trưởng ban về cái vấn đề mà quần pháp đó, mà ủng hộ tôi. Không phải ông Thích Từ, ông Nhật Từ, ông chửi, ông chửi là phó ban quần pháp là trưởng ban nghi lễ, mà ông Giác Quang là ủng hộ tôi, mà ông Nhật Từ ông chửi. Nó cũng vậy, trong giáo hội về nó chia là hai phe, một phe ủng hộ thiền tâm và một phe không muốn cho thiền tâm phát triển ra. Nhưng mà tôi nói bây giờ tôi không cho, không cho rồi. Bây giờ nếu mà ngày xưa đó, nếu mà mình công bố khoảng 20 năm về trước thì chắc chắn không được. 20 năm về trước cái mạng Facebook không có, Google không có. Bây giờ nó có rồi, anh cho không cho tôi bằng lên, tôi nạp lên đó một cái nó bài khắp thế giới luôn. Đó, cái này là thực tế mà. Mà tại sao mình cái thiền tông này này công bố ra tôi cho hỏi tự do, người ta sợ tôi hỏi tự do thì không, thầy nào giỏi không, 10 cái bằng tiến sĩ chưa dám cho hỏi tự do, chứ đừng nói một bằng tiến sĩ. Thành ra người ta sợ cái chuyện này. Ủa tại làm sao mà ông này là cái gì mà dám nói cái câu này? Tôi xin lỗi về hòa thượng, tôi 90 tuổi chưa dám nói câu này, mà tại ông mất còn nhỏ xíu mà tại sao ông dám nói câu này? Nó có cái gì tôi mới biết. Thành ra đa số người ta hiểu nguyên tắc. Bây giờ tại sao trong thế giới này mình nó hiểu? Bởi vì tôi nói là ngồi trong cái đất này tu, đừng có mong tu, vậy thôi. Muốn giải thoát tìm con đường đi ra. Tôi đã nói trên mạng mấy ông qua nghìn kia đó. Bởi vì từ xưa ta không có hiểu, không hiểu ta ngồi ta tu, tưởng nó cạo cái đầu rồi đi nghiêm chỉnh là giải thoát, không có chuyện giải thoát đâu. Nếu mà giải thoát là nếu mà nghiêm chỉnh không cần nên tông đâu giải thoát. Cần thân ông cởi áo ra, ông cầm gương muốn đập liền, làm cái gì chạy. Mình phải hiểu cái nguyên tắc thiền tâm là ta chỉ bằng sự thật. Chỉ có thiền tâm mới phân tích được nè, từ giác ngộ giác cái gì, giải thoát đi bằng con đường nào, tạo công đức bằng cái nào, tạo phước đức như thế nào, với thiền tâm mới nói thôi. Chứ còn ngoài thiền tâm hoàn toàn không có nói cái này. À, mình phải hiểu nguyên tắc vậy, mình mới hiểu cái thiền tông nó có giá trị. Chứ nếu mà thiền tông mà không đứng vững, mình xin lỗi nói 3 tiếng nó đốt cái chùa rồi. Chứ không phải đợi tới nay được 12 năm, nó tồn cách nay 12 năm còn tồn tại. Hồi xưa cái chùa nhỏ, các cái chùa lớn này cũng là được 12 năm, hồi năm 2006 tới giờ, nay 18, nay 12 năm rồi. Rồi thôi, hỏi tiếp. À, thầy cho con hỏi một câu nữa. À, trong quá trình mà tạo công đức á, thì nhiều khi mình cho những người mà họ thích sách của mình á, thì đôi lúc nhiều khi ở nhà mình không phải lúc nào mình cũng có sách sẵn, ăn mình cho hết rồi, bây giờ chẳng mình cần nữa, thì bây giờ mình đi mượn một người bạn thôi để cho cái người mà thích cuốn sách của mình á. Thì con muốn hỏi là vậy là con và cái người cùng góp cái bộ sách đó cho cái người mượn á, có công đức không ạ? Con xin cảm ơn ạ. Anh này ảnh cho người ta mượn sách để tạo công đức. Bây giờ ảnh hết sách mà ảnh đi mượn sách của người khác. Vậy thì cả hai đều có công đức không ạ? Tính như nào? Con cho người ta lại có công đức. Bây giờ con hết con mượn người ta, mà con đã có rồi, con hiểu rồi, thì người kia cho con gì không nè. Thấy không? Giống như hồi xưa con không biết chữ, giờ con dạy người ta biết chữ rồi, giờ con biết chữ rồi, người kia có dạy con thêm con bớt gì không? Chữ cũng đâu có thêm. Có nghĩa là cái này nó trang hòa, nó thành vấn đề giống như mặt biển nó đã bằng nhau rồi, nó không được lớn được rộng được. Trừ trường hợp nó một đầu cao đầu thấp nó mới lớn được rộng được. Còn con hai người bằng nhau không có công đức gì, trả phước đức cả công đức là nhiều giao luôn, chơi cho vui thôi.
anh này là ảnh có người mà thích sách, nhưng mà ảnh không còn sách nữa, ảnh mượn sách của người khác, ảnh với hai người đó góp chung cho một người khác mượn đọc để hiểu. Vậy là hai anh này có công đức hay không? Thì đó mới hỏi hai người này có công đức hay không. Câu trả lời nó bị lạc. Hai người đổi qua đổi lại. Ý là câu trả lời nó bị lạc. Thật ra là anh là có công đức. Nếu có người bắt thì sao? Ý là cả hai anh đều có công đức. Người chưa đọc hiểu là anh, cả hai anh đều có công đức. Cái trường hợp này giống như hai người giao lưu, chứ không phải một ơn một thầy một trò mới gọi là công đức. À, còn này giao lưu, hai thầy giáo nói chuyện nhau, không có thùi nữa. Đó là bạn rồi, giao lưu rồi. Em có công đức thôi chứ, làm sao mà người cho mượn có. Thế thầy cũng phải có gì bởi vì nhờ người đó. Dạ, câu hỏi là như thế này nè. Như anh đây á, với một anh đây nữa là... Thì câu trả lời là đúng, còn gì nữa. Như anh đây, anh có một người thích sách của anh nhưng mà anh không có sách. Anh mượn sách của anh này, anh cho mượn cho chị này mượn. Rồi ý của anh á là anh với anh này có công đức không? Nếu mà chị này đọc hiểu, ý là anh nói là có. Bởi vì cái này qua trung gian thì hai người có công đức. Bởi vì tôi nói là cái này giống như nước lớn nước rộng á, đầu này thấp đầu kia cao nó mới chạy. Còn nếu bằng không chạy nha. Bởi vì cái này ví dụ nó chảy qua cái trung gian thì nó chảy về cái chủng này thì nó đi qua trung gian thì hai cái người đều có công đức như nhau. Năm mới con chúc thầy nhiều sức khỏe và tất cả mọi người. Thầy ơi, giờ con có cái này con thắc mắc quá thầy, mà con biết như là con cũng biết công đức con nó được nhiều ít nữa, nhưng mà hiện tại thì con đang làm phước đức. Nhưng mà thầy nói là nếu mà mình có phước đức nhiều á, mình xin nguyện mình cho. Vậy đến khi mà con mất đi á, cái công đức con nó bách quá, nó không gì được mật giới. Rồi cuối cùng con không về Ai Di Đà, cuối cùng đi đâu thầy? Con nó chơi phước đức rồi, con nó cũng đủ cái gì đâu thầy. Này mà có cho đâu có được, cho được. Mình nói là cho. Cái câu này trước giờ cổ đi làm từ thiện thì tức là tạo cái phước đức. Mà bây giờ á, mà cổ mà lỡ như cổ tạo công đức mà được ít á, đến cái ngày mà cổ mất cái thân này á, rồi mà cổ nguyện xin gửi cái phước đức lại luôn á, vậy thì á, cái phước đức không có, mọi công đức thì được ít, mà bây giờ không về được Phật giới, chạy gì đi về đâu. Bây giờ đó, cái bong bóng này nó chở được 1 kg, nếu còn có 1 kg á, thì nó bằng lại, nó không quay lên. Và còn có 900 trăm này thì cái bóng bóng sẽ bay đi. Cái phước đức còn nhiều, nó cũng bắt buộc đi theo cái chu kỳ đó. Mà con không thông cảm được gì, thế giới này gọi là thế giới nhân quả. Khi mà con mất rồi thì cái tánh Phật, cái tánh người con nó biết nó thành là cái trung ấm thanh. Trung ấm thanh nó là cái điện từ âm dương nó trong suốt. Thành quản lý tánh Phật của mình mới biết thấy cái gì. Mới vừa ổng đụng tới là con bay rồi. Con đứng ít thì không được. Trừ trường hợp là con không muốn đi. Tôi không muốn đi. Khi mà con đã mất rồi mà con còn tỉnh đó, tôi không muốn đi luân hồi, tôi muốn về Phật giới, ít cũng được. Ông Phật cũng đi giúp mình cái này. Đó, ông Phật ông dẫn mình đến trung tâm dẫn hành luân hồi. Thì cái phước đức này nó tự tan rã ra. Thì còn một số ít công đức nó về bển. Thì các cái tròi, cái tròi Phật ở trong mấy ngôi nhà đó, muốn về bển là vậy đó. Nhớ là các cái tròi ở, tròi Phật ở trong mấy ngôi nhà. Nhất trí đâu mạnh, nhất trí đâu mạnh. Dạ thưa thầy, nếu mà mình muốn cho cái phước đức thì giờ mình còn, hiện giờ mình còn sống thì cho liền ha, đợi tới lúc mình sắp chết mình cho. Nói đó, bây giờ mình trước giờ mình lão phước đức nhiều quá, rồi bây giờ mình hồi hướng cái phước đức mình đi bây giờ được hay không, hay là đợi tới khi nào mình hồi hướng cái phước đức này? Cái nguyên tắc nhân quả có gì giữ đấy, không có hồi hướng đâu rồi. Từ đây bỏ cái phước đức đi, cố gắng tạo ra
nhưng mà nên nhớ là do cái quyết chí á, vậy cái đầu tiên đi về một cái bằng cái quyết chí mạnh liệt. Tôi không có, bây giờ ông dây già kéo tôi không đi thì tất nhiên là cái lực không có. Giống như bây giờ đó, còn có trong túi con này đô la Mỹ có nè, đô Úc Mỹ nè, rồi tiền franc có nè, con muốn đi đâu? Do quyết chí con trong mình tôi là có đủ thứ này nè, tôi đi đâu? Nếu đi đâu chẳng cùng mình, còn mình cứ chiều chiều là nó cái chỗ nào mà nhiều phước nó sẽ âm thầm nó có quăng mình vô đó, nên nhớ chỗ đó nha. Cái này là nguyên tắc ăn trộm. Bởi vì tại sao đó, có ba thứ: một, quyết chí mạnh liệt. Tại tại ý câu này, quyết chí mạnh liệt trở về Phật giới. Rồi thứ hai nữa là đừng có xui siêu lòng bất cứ với cái ông dụ mình đi. Đã phước đức là phải ta dụ rồi, có nhiều khi nó dụ, nó dụ nó hiện ra ông Phật luôn á. Tưởng là mình thích ông Phật nào nó hiện ra đấy, là nó dụ mình. Thành ra bây giờ nguyên tắc là có công đức và quyết chí. Còn cái công thức là sao? Đừng nghe ai hết. Thấy một điểm sáng dẫn mình đi, đi. Nhớ được cái bây giờ một cái điểm sáng nó dẫn mình đi thì nhớ. Đừng có cái hình nha, hình dẫn đi được rồi. Thành ra thì Kim Ca, cái Niêm Ca sẽ dĩ mà Đức Phật nói về để chi? Để nó phá đi những cái lầm lẫn của con người. Nhờ cái Kim Ca này người ta tu mới được, còn nó không có cái Niêm Ca tu sẽ bét hết. Mà vậy mà giờ cũng đem kinh ra tụng. Giờ có đây ai biết tụng kinh này gì? Đây anh biết tụng kinh này gì? Tụng kinh gõ mỏ, nói nghe. Nó nói nghe nào, tôi sẽ nói tới. Dạ thưa thầy, là nếu như tụng kinh đó là do là đọc để hiểu, để làm theo. Nhưng mà do là người ấy mình không biết ấy, cho nên là tụng cứ tưởng là cứ đọc cho Sư Mân nghe, cho nên là bị lầm ở chỗ đấy. Gõ mỏ là gì? Gõ cái mỏ là cái mỏ mà mình đặt, cứ gõ liên tục cái này. Quy mỏ nè, ý là đọc mà đọc cái mỏ đó, thật ra là cái miệng mình đọc đấy. Rồi, policy hết rồi, còn sự policy. Có nghĩa là mà bảo mình phải đọc kinh trung hoài. Mà nếu mà đọc mà không chịu hiểu á, giả được cái miệng mình á, giả được cái mỏ mình á, quét thầy tưởng lấy cái cây gỗ, cái cốc cốc. Tại sao con thấy không? Cái mỏ nó giống y cái miệng của người. Mình nói cái này là mấy cái đàn chữ mình cứ thì sao cả đứa tụng kinh là đọc cho kỹ đi, nếu mà đọc hoài không hiểu giả nó. giả được thì nói thì gõ cho cái mỏ mình. Dạ luôn, dạ thầy cho con hỏi thêm một câu. Như người thân trong gia đình như cha mẹ mình á, nhưng mà bây giờ họ không hiểu Thiền Tông này, nhưng mà bây giờ tiền của họ cũng có, nhưng mà đến lúc chết họ vẫn còn ấy. Bây giờ đến lúc chết á, cái tiền của nó còn, bây giờ nếu mà muốn để cho họ tạo có công đức á, bây giờ cũng muốn đưa cái khoản tiền đó để vào cái việc gì đó để làm, để mà tạo nó cho họ, như vậy họ có được công đức này. Dạ, cái người ví dụ như cái người thân mà họ còn đang sống mà họ không hiểu về cái pháp môn Thiền Tông, mà họ tạo mà họ dư được cái tiền của, thì bây giờ có cái người hậu nhân á, họ mới lấy cái tiền của đó rước vào ở trong cái Thiền Tông, hoặc là họ làm những cái việc gì để tạo công đức, thì người đó có hưởng được công đức đó hay không ạ? Cái người nào góp thì người đó được, còn người đó quá giảng rồi đó. Muốn có công đức thì người đó phải chấp nhận, còn sống chấp nhận cho việc làm này mới có. Còn khi đã mất rồi thôi, nó là chuyển nghiệp thì nó qua cái giai đoạn khác rồi, không biết đi đâu, người đó không hiểu. Bởi vì muốn tạo công đức là do cái lòng mình, tiền của tôi muốn tạo ra thì được. Còn nếu mà người ta chết rồi, nó nhớ là người ta chết thì giảng sanh, người ta đi làm thực vật rồi đi ngồi đây còn lâu, không có đâu cái chuyện đó. Cái là quy tắc nhân quả luân hồi, nó từng giai đoạn một.
chứ nếu giai đoạn qua đó, khi người đó còn sống mà người ta chấp nhận, đồng ý chấp nhận thì còn, còn nếu đã qua rồi thì người ta không hiểu. Lúc đó là giống như con con có cái nhà mà con còn sống á, con bán con đồng ý bán thì được, còn con chết rồi con không đồng ý nó cũng bán luôn. Nó đâu có thua gì đâu, nó đã qua cái kiếp khác rồi, gọi là nhân quả. Nhân quả trong sự sống chứ không phải nhân quả trong sự chết. Còn cái vấn đề mà hồi hướng này á, nói xin lỗi là mấy ông thầy ông lừa mình thôi. Đến giờ thôi giờ cách bỏ tiền tới cái chùa tôi hồi hướng cho ông bả, xin lỗi ông, ông đi làm thực vật, mấy ông thầy còn không hồi hướng được mà làm gì người thường hồi hướng được. Mình nên nhớ một điều, cái nhân quả đâu nó rõ ràng ở đây. Cũng như bây giờ á, con đang đu cái sợi dây này, vừa nó bứt một cái còn rơi xuống. Ông trên kia có đọc cái gì nó cũng rớt xuống tới cái rồng, không chứ không có hồi hướng vậy được rồi. Nguyên tắc nó vậy, phải hiểu. Thế giới nhân quả này nó phải từng chi tiết một, từng chi tiết một, chứ không phải đơn. Chứ mình đừng có nghe lời thứ nhất á, mấy ông thầy ông dụ lấy tiền ra, ông nói đủ chuyện hết á, để ông lấy tiền chứ không có gì. Nhưng mà là thà mình còn sống, mình quyết định được thì quyết, còn được thì đi theo cái nhân quả mình làm. Chứ trên thế giới này không có ai cứu ai được. Bởi vì mình suy nghĩ là ông Phật Thích Ca mà gia đình nó bị nạn, ông còn đứng dòm mà, nên nhớ không? Đứa cháu nó tàn sát hoàn toàn, ông không đứng dòm cho nó có dám rồi. Thế giới nhân quả ông biết trước. Rồi bây giờ thầy là bộ nó hậu hướng mà hướng hậu cái gì? Ông là bộ bán ra tôi cúng gõ 3-4 tiếng rồi ông lấy tiền chứ không gõ được cái gì. Có nghe cái chuyện mà ông Trần Nhân Tông mà chứ đề trong cái ông nào mà ông gì đó cúng mà 50 quan rồi sao hạ 30 quan á, có đâu có hả quả đấy bị kiện rồi sao tôi bị tòa án phạt đó, không được. Cái này đừng có lừa người ta. Tiền Tông nó ra đời để nó nói lại hết cái này bằng sự thật, đừng có lừa gạt. Chứ đừng có mong mà lấy tiền người ta làm cái này, đừng có mong. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ thầy, cho con hỏi thêm là như bây giờ người thân mình còn sống, như người thân mình không biết tạo công đức, bây giờ mình xin cái khoản tiền đó, tiền của người thân không thành lấy cái tiền đó mình tạo công đức, thì người thân mình có được nhận công đức đó không? Anh này hỏi á, bây giờ á, cái người thân của mình, bây giờ mình xin cái đồng tiền đó của người thân mình rồi mình đi tạo công đức thì cái người thân mình có nhận được hay không? Tức là nó mới có một chiều à? Ý là người thân mình có được nhận cái phần công đức của mình tạo ra. Tức là cái người thân đó mà khi em nhận tiền á, thì tức là cái người thân nó phải biết là em đi tạo công đức, tức là ta đồng ý. Đó là 2 triệu, còn nếu mà em xin tiền là em đi làm, anh thầm làm, tức là nó có 1 triệu à? Nhiều rồi em nhận hả? Nếu xin tiền mà người đó đồng ý con tạo có, thì giống như cái câu chuyện mà ông Sát Lợi Phất á, ai xin tiền không cho hết. À, nhưng mà vô tình cái ông nó xin được tiền ông làm có công đức không thì tự nhiên có, nhưng mà ông không hiểu. Thì giống như tôi đã nói sao, giống như cô Yếm cô chữ á, nhưng tại sao cô Yếm chữ có công đức? Mà tại sao tôi dám trả lời ra? Cổ á, cái tội cô không có nặng mà cái công đức cô quá lớn. Tự nhiên ông xin lỗi với con mà con có nói cỡ nào không ai đến cái chùa 2 người, mà cô nói là cho mấy trăm người đến cái chùa chửi một cái bà ba người ở rằng có tới, thì tự nhiên vô tình có công đức thì con cũng vậy, cái người kia cũng vậy, đưa cho con có làm gì làm, nhưng mà có công đức người đó được hưởng, nước nó sẽ chảy về chỗ đó, cái công đức nó đi theo quy, giống như là cái làm gì nó xuất phát từ đâu nó trở về cho nó. Là nguyên tắc của nó vậy, mà với điều kiện người đó phải là còn sống, chứ còn đã chết rồi, nó qua cái giai đoạn khác rồi, nó chuyển kiếp rồi thì không được, không có. Thế giới này vừa chấm dứt là xong, hơi thở vừa nín thì không khí về không có, không thể lấy được nữa. Thành ra có nhiều khi con nói người ta làm đầy câu công đức chưa thật, nếu mà người ta vui vẻ ta làm thì có công đức nhiều hơn, mà người ta miễn cưỡng cũng có như vậy, nhưng mà nó không bằng cái mà
ta thuận lý, thuận chiều, ta tin. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, thưa Thầy, xin cho con hỏi thêm câu này. Như bây giờ là có rất nhiều là anh chị em ở trong thiền tông mình tu một mình á, ý là ở một mình trong nhà tu thôi, tu theo thiền tông, nhưng bây giờ lực nó còn yếu ấy. Bây giờ như muốn cho mọi người để tu cho nó tinh tấn một tí, cho nó không bị cô hồn nó phá này, thì theo Thầy thì Thầy cho con biết là bây giờ mình muốn trong cái 10 cái quyển đó thì mình nên mở cái quyển nào để cho nó có cái lực dương mạnh nhất để mà hỗ trợ anh em trong thiền tông tu có thể. Dạ, anh này anh hỏi là bây giờ mình ở nhà mình tự tu á, thì bây giờ mình để hỗ trợ cho cái lực dương á, thì có cho cái âm quấy phá thì mình mở cái quyển nào á để cho tăng cái lực dương, thì đó là quyển số 8, 36 điều độ. Bác cho con hỏi là mình đó mình lo làm công đức á, rồi mình thiếu trách nhiệm mình vô tâm với gia đình á, rồi như vậy là mình có xây dựng được công đức hay là mình có đúng cái anh này hỏi là bây giờ mình tập trung vào cái việc mình tạo công đức mà mình quên đi cái trách nhiệm ở trong gia đình á, vậy thì cái công đức có mình được hưởng như thế nào? Thì bên công đức bên áp đức nó kèm nhau, cái đầu nặng thì nó theo đó, cái đầu nhẹ thì nó bởi vì con bỏ bê gia đình lo cái này thì thương gian kêu hai thứ, một phước và một tội, một công và một tội, thì tùy theo bỏ bê nặng hay nhẹ thì nó có cân bằng được không, cái đó là mình không nói được bỏ bê bằng cách nào, có nghĩa là con bỏ hoàn toàn thì con áp đức rất mạnh, bởi vì nguyên tắc thế giới như thế này phải sống bằng cái kiểu là nhân nghĩa, trên thế giới này phải sống bằng nhân nghĩa, còn cái chuyện mà công đức là chỉ áp dụng cho một phần nhỏ người tu thiền tông thôi. Thế giới này bởi vậy con nên nhớ rằng 100 triệu người Việt Nam bây giờ chưa được mấy người biết cái này, con phải hiểu cái nguyên tắc đó, sống ở đâu phải làm cái đó. Bởi vậy tôi khuyên là tất cả những người biết thiền tông buôn bán cúng cô hồn dẫn cúng, đừng có không cúng nó rồi giờ nó không chịu phù hộ mình đó, rồi mình dẹp tiệm vào đầu mình nó hay đó, thấy không? Ở nguyên tắc nó vậy, thì con có gia đình phải lo cho gia đình. Tại sao tông sự tâm trần gian tông có nói câu này rất nhiều, có gia đình phải lo gia đình, có tổ quốc phải lo tổ quốc, đừng có gì mê tín gì đâu mà bỏ bê hai cái này đó, mình phải hiểu nguyên tắc đó. Nếu có sai con phải chỉnh lại, con tu thiền tông mà con được cái gương này đó thì ba mẹ con rất thương con, còn nếu mà con bỏ con ông bà nói con bỏ đi thì con chết, ông đuổi là con ra được luôn. Thưa Thầy, cho con hỏi, mẹ chồng của con nay 70 tuổi, rất mê tín, rất thích cúng cầu lại và theo cả đồng bóng. Nay đọc sách nghe đài rất thích, vậy làm cách nào để có đủ điều kiện để về Phật giới? Nay tuổi đã cao, nghe lại là một mặt muốn về Phật giới thì tạo công đức, thì theo chính mấy cái người lớn tuổi á, nếu mà theo cái này rất dễ. Dù 70 tuổi phải không, thì bạn bè thiếu gì lỡ chùa xin chừng 20-30 quyển Trần Nhân Tông đưa hát cho người ta cho mượn, tự động người ta thấy ta lợi cho biết, cảm ơn thì cảm ơn, có công đức thì đâu phải bỏ tiền ra mà làm này kia đâu. Có nghĩa là người lớn tuổi ăn no ở không thì bây giờ tạo công đức bằng cách là mấy người lớn tuổi nói chuyện nhau, cái này hay quá là tôi cho chị mượn, nhớ được cho luôn, chừng nào mà hay quá lấy luôn, thì làm ơn thì truyền đi cho người khác đi, để cái công đức đó nó lưu truyền. Một người hiểu là một phần công đức, 10 người hiểu là 10 phần công đức. Một cái cuốn sách cho mượn, 100 người hiểu có 100 công đức lực, nên nhớ phải tạo bằng cách này thì về Phật giới dễ dàng, rồi chịu khó nặng ra mấy câu thơ không nổi thì lại đi ăn cắp.
có sao đâu, không có điều kiện đâu. Bây giờ có nghĩa là bây giờ tại sao? Có nghĩa là câu thơ của người ta rất hay, không phải có tôi, nhưng mà tôi thuộc là có tôi đó. Đồ chế lại được. Đâu có sao đâu. Mà thuộc bằng cách chân tình thì được. Có nghĩa là cái anh mà anh hát cải lương đó, đâu phải bài giọng cổ của anh viết ra đâu, của cái ông kia. Chứ mà ông đồng ổng nghe ai mới biết cái thành của ổng luôn. Hỏi à, cái hỏi chứ cái ai đó ca đó, của Út Trộn đó ca, chứ không phải đâu phải Út Trộn đi, nó sọn ra đâu, mà của ông Diễn Châu sọn ra Út Trộn, thành là của ông, nó hỏi chứ ai cái bài đó, Út Trộn mà Út Trộn, không, thì cái bài và cái kệ của người khác, khi mình học đi, mình cũng lấy được của mình, tôi vẫn, ví dụ người ta có hỏi cho tôi ăn cắp đúng rồi, tôi thấy hay quá, tôi kêu ông cười cắp, là của mình, tôi thuộc là của tôi. Bởi vì mấy cái người mà không làm thơ là kể được nên theo cái này, nhưng cái này đó, nó hạn chế chứ đừng có ăn cắp đổ nó không được. Ăn cắp thì phải đổ lại nha, chế lại nha, đừng nhớ nguyên là được. Nhưng mà phải hiểu mới được. Dạ, thầy cho con hỏi là lúc thầy còn tại thế, thầy nói những cái lời giúp cho tất cả mọi người giác ngộ và giải thoát thì thầy có công đức, nhưng mà khi thầy bỏ thân này rồi trở về Phật giới thì những lời của thầy dạy còn có nghĩa là truyền thêm nhiều đời nhiều kiếp, thì những người mà giác ngộ giải thoát thì lúc đó thầy có công đức hay không, hay là thầy trở về Phật giới sử dụng kim thân Phật lúc đó mới độ cho những người đó, lúc đó thầy mới là có được công đức? Dạ, xin cảm ơn. Hiện tại bây giờ thầy còn đang ở thế gian đó, thầy nói như vậy thì mọi người hiểu được đó, thầy có công đức. Nhưng mà khi những cái lời, những cái sách của thầy lưu truyền lại cho những đời sau này á, mà người ta hiểu được á, mà lúc đó thầy về Phật giới rồi thì lúc đó thầy có nhận được cái công đức đó không? Nó để tôi về bởi tôi xác định lại. Nhưng mà nếu mà tôi nói có thì tôi có sợ. Bây giờ tôi á, nó đúng là cái nhiệm vụ phổ biến này ra thôi. Chứ còn sự thật không biết có không, tôi cũng biết. Nhưng mà phổ biến tôi nhiệm vụ. Bây giờ giống như cái anh lính mà nhà nước biểu anh đi gác tổng gác gì đó, thì có một bộ phận anh phải gác thôi, tôi đã lương cho anh. Còn cái chuyện gì sao tính sao. Còn chuyện mà bây giờ về Phật giới, cái chuyện đó một người mà đứng ra đại diện nói cái này là cả một vấn đề không nói được. Nó nằm ở trong cái giống như bây giờ trong cái Kim Cang nói gì, nếu người nào chung mình cái này là người đó có tà đạo. Tôi đứng ra tôi phổ biến, tôi chỉ biết phổ biến thôi. Còn cái chuyện công đức tôi không biết. Tôi chỉ biết là thiền sư Ni Đức Thảo bảo tôi con đúng mấy mươi năm sau con phổ biến này ra cho người ta biết. Còn cái chuyện đó là lương như thế nào và phát sao tôi không biết cái đó. Nên, chứ đừng có nói không tôi có công đức, không có. Ủa này hoàn toàn. Có nhiều khi tôi nói này ra đó mà có nhiều anh em làm sai, tôi còn bị quả ở đây. Có nhiều là tại tôi nói không chừng, người ta nói mày làm sai. Chứ nếu tôi nói chừng thì tôi có công đức đó. Nhưng có nhiều khi tại sao thiền thiền 100 người, 95 người thôi lùi, tôi cũng chịu ảnh hưởng cái này. Tại cái lực tôi yếu quá thành ra người ta mới rút lui. Chứ nếu mà lực tôi mạnh thì thôi 100 người đủ 100 người. Còn không bằng đó là con này có thắc mắc thì đáng đều giật, cứ ráng tạo công đức đi. Rồi về vợ tôi biết như đến đó. Vào thế giới Phật không phải đơn giản như vậy đây đâu. Bởi vì về đó, đó ai Phật nào cũng một kim thân Phật hết, không ai dạng dạng được ai được. Nên làm sao đây, làm sao biết người này người kia. Khi về vừa ấy nó cho cái mã số. Giống như mình đây vừa bước vô cho cái số điện thoại mà mình muốn liên lạc với tôi á, thì một số đấy là về Phật giới phải có mã số hết. Cấp cho cái bạn minh mong mà làm sao ấy. Giống như bây giờ mình đi vô cái khu vui chơi nào đi, gặp người thân người lạc làm sao đây, chỉ nước điện thoại về ở đâu ấy. Chứ còn phải làm sao đi nhìn mặt hết được người nữa. Mình ở đây còn nhìn thấy mặt được chứ qua bữa đâu có nhìn được đâu, ai cũng giống như ai. Thì lớn nhỏ thôi, nhưng mà đều nó một sắc màu với nhau. Thì bây giờ đó nó có cái mã số riêng đó, nè hé chút xíu cho nghe được. Con xin hỏi câu hỏi đó tiếp. Cũng giống như con vậy,
bây giờ là con cho, có nghĩa là con mua sách, con đem về con giúp cho những người mà xung quanh con hiểu được và giác ngộ. Nhưng mà số công đức của con á, là khi mà về một giới thì không đủ. Mà khi con mất rồi, con để lại sách đó, những người giống như là thế hệ sau, giống như là nhận được cuốn sách đó và giác ngộ, giải thoát, thì theo con hiểu á, là khi mình còn giống như ở kiếp này thì mình chỉ làm mà mình được hưởng. Nhưng mà khi mình tái sinh một kiếp sau á, thì mình sẽ không còn được hưởng nữa. Dạ, xin hết ạ. Khi mà con tâm dứt cái này là thôi. Còn con muốn về với bố tạo công đức như ông Thích Ca đó là khác. Con mới dùng cái phần nhãn con quan sát trở lại trái đất này nè, con mới giúp người ta thì con có công đức đó. Còn khi đã chấm dứt cái này, tất cả sách vở tôi viết ra đây, khi tôi chấm dứt rồi thôi, xong, nhiệm vụ không ra xong. Còn cái chuyện này về sau người nào lấy trộm cho này kia đó là của cái thế hệ hiện tại. Cái thế giới vật lý nó phải rõ ràng, nó phân định rõ ràng vậy. Đã qua cái thế giới khác rồi, mà thế giới khác muốn tạo công đức thì phải tự người đó nhìn vào trong một tam giới hay là một địa cầu nào đó, người giúp người ta thì cái đó là thiết thực hơn. Còn đã chấm dứt là nguyên tắc vật lý, giống như mình đây ký hợp đồng, anh làm cho người ta dứt hợp đồng xong là thôi, chứ còn có nói gì nữa tạo nên á. Mình phải hiểu nguyên tắc này, bởi vì thế giới nhân quả, có nhân mà có quả, mà mình bị mất nhân và làm sao có quả. Về bến là đâu còn nhắn gì đó, còn quả nữa. Mình phải hiểu nguyên tắc vậy. Chứ thôi giờ mình lo hiện tại đi, chứ đừng có lo chuyện quá, tương lai dài quá, ta đừng lo. Con thỏa mãn không? Thỏa mãn con hỏi nữa đi. Câu, tại sao mình không mở ra cái những ngày tương, ba ngày, ngắn ngày gì đó, một ngày, ba ngày, hay là một tuần. Hay như tôi nè, tôi cụ thể, tôi muốn xin đi học nữa. Dạ, xin thưa ở đây là mình giải đáp thiền tông. Thành ra có chùa mình không có tu cái gì hết. Do vậy mình không thể nào tổ chức về cái việc tu một ngày hay hai ngày, ba ngày vân vân. Ở đây không có tu gì hết. Chỉ là mình chỉ là tỉnh kinh. Mình hiểu được cái quy luật nhân quả nó như thế nào. Mình tìm được con đường để thoát ra khỏi cái quy luật đó mà. Vì cảm ơn. Vì tôi nghĩ rằng á, mình học cái đó tới khi mình nên cũng chả hiểu gì cả. Không phải là chả hiểu, không có hiểu. Nhưng mà một số anh chị ở đây á, cũng có thắc mắc hỏi nè. Chứ mình gàng hỏi cũng chưa hiểu. Xin cảm ơn viện trưởng. Rồi còn khoảng 10 phút nữa thì đến đặt câu hỏi. Thì còn khoảng 10 phút nữa thì hết giờ giải đáp. Rồi mời anh em đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi gọn gàng và xúc tích đó. Anh hỏi là chủ nhật thường giải đáp về thiền tông, tại sao thầy không mở các khóa tu ngắn bậc dài? Cái này đâu phải cái chùa vật lý đâu, chùa này là thiền tâm. Hiểu nhiều hiểu ít là trong 11 quyển sách là đã nói ra. Ai đọc hết 11 quyển sách không hiểu trở đây hỏi ta trả lời cho. Có vậy thôi. 11 quyển sách đó là một cái trường học đó, trường học của 11 quyển sách. Ai đọc 11 quyển sách không hiểu thì hỏi trong phạm vi 11 quyển này thôi thì ta trả lời. Chứ thiền tông á, để đã ta nói rồi, ta giải thích là cái thiền tông này là không có tu, mà vừa kéo cái chân vô ngồi là bị nhân quả rồi, làm sao tu? Vừa niệm Nam Mô là nhân quả rồi, sao tu? Thành ra không có mở cái lớp ra này vậy, mà ta dùng bằng phương tiện bằng 11 quyển sách ta nói về cái pháp môn thiền tông này. Ai thắc mắc chưa hỏi ta trả lời cho. Trên đây vợ còn không có tu một ngày hai ngày, đây đã không tu mà còn mở thêm gì nữa, hiểu chưa? Thầy cho em hỏi cái câu này nãy thầy nói không rồi mà chưa hiểu. Mấy người mà thầy nói mấy người làm ăn có quyền giống như được cúng cô hồn,
vậy cái giờ giấc đúng là giờ nào là nó đúng với cái đó chưa đọc hết sách à? Anh này anh hỏi đó, tức là cái người tu Liên Tông nhưng mà dù nó có làm ăn buôn bán gì đó mà được phép cúng cô hồn, vậy thì cúng cô hồn vào những cái giờ giấc nào cho nó phù hợp? Thì mở giờ nào cúng giờ đấy, mở cửa ra cúng liền ha. Tới giờ 10 giờ mà hết quá cúng tiếp. Chứ cái tùy theo, tùy theo tăng nguyên tắc là mở cửa ra phải cúng. Ai tiếp không thấy ai tới cúng tiếp. Cúng như nào thấy cúng tiếp. Cô hồ nó tới nào thì có biết. Nghĩa là vừa mở vừa cúng mà thấy người ta tới là chắc chắn cô hồ nó kêu vô. Còn nếu mà không kêu thì làm tiếp ra cô hồn hơi thế rồi. Dạ thầy con có hỏi là thầy nói là khi mà mình vừa kéo cái chân vô là bị chân vã rồi, vậy thì mà đối với một cơ thể bình thường mình đó, thì cần có sức khỏe. Thì người bình thường đó, thì cần thể thao, thì một số người đó, thì muốn ngồi thiền. Mà thiền thì theo cái kiểu nó hít thở thì nó có bị nhân quả không thầy? Tức là em trai hỏi á, là ví dụ như mình kéo cái chân vào là bị nhân quả, nhưng mà một số người á, người ta ngồi thiền để cũng như tập cho cái sức khỏe mà nó tốt á, gọi là điều thân á, thì vậy thì nó có nhân quả hay không? Vẫn nhân quả như thường. Mục đích mình kéo giờ để làm cái gì? Muốn sức khỏe thì có nhân quả sức khỏe, muốn giảng sanh thì giảng sanh, muốn thành thiền sư thì nó thành thiền sư. Có nghĩa là gì? Nếu có nhân quả thì là mình muốn cái gì, cái muốn là cái nhân ban đầu, cái quả là sau cùng. Tôi ngồi đây tôi thở để chịu điều thật đều hơi thở thì tôi có sức khỏe, thì cái quả tôi là được sức khỏe. Tôi ngồi đây để tôi cho bà con thấy tôi ngồi lâu, tôi là thiền sư thì được cái danh là thiền sư. Và ngồi đây để cho ép cho cái tâm thanh tịnh bất động thì thành A-la-hán, thì cái quả là A-la-hán. Có nghĩa là vừa hành động, mình hành động là mình phải có hiểu cái, mình muốn cái gì. Và đã như ta nói vừa kéo chân để cái gì, kéo chân có nhân quả rồi. Có nghĩa là sức khỏe là có sức khỏe là đương gì sức khỏe gì các bạn. Thì ông Phật ngày xưa cũng ngồi cái này, có nghĩa là ông đi khất thực đã rồi ông về, ông thọ thực ông ra, ông ngồi thiền chứ sự thật cả là ông điều thân để cho sức khỏe có. Chứ một ngày ăn có một bữa, mình ăn ba bữa còn nói ông ăn có một bữa thì ông bắt buộc ông phải dụng công cái kiểu này để cho điều thân. Bởi vì mấy người nào mà tập tu á, bệnh thì tôi đã bệnh phổi á, cứ ngồi thiền hít thở luôn sáu cách thở của lục diệu pháp môn bảo đảm bằng hơi, đó là điều thân. Mà con người ta sống bằng thực vật và hơi thở, biết hơi thở, căn hơi thở đưa vô trong các tế bào thì ít bệnh, nó phải đúng. Bởi vì trong cái ngồi thiền nó có cái pháp mà gọi là điều thân điều hơi thở, cái này là trị bệnh chứ không phải. Chứ không, như trước khi trị bệnh xong rồi mục đích muốn là cái gì? Tu thiền nó có hai cái dạng. Vô đầu cái điều thân, điều tâm, điều hơi thở gì đó, điều thân à. Rồi xong mục đích là cái gì? Mục đích tôi muốn thanh tịnh, vô A-la-hán. Mục đích là tôi ngồi hoài, ta khen tôi là cái ông thầy ngồi giỏi, là gì? Thiền sư. Thế cho tôi là nhân quả là vậy đó, hiểu không? Giờ hỏi tiếp, đáng thì còn 5 phút nữa là 5 phút 4 phút 50. Xin cho con hỏi thầy câu là cái nãy mà buôn bán mà cúng cô hồn á, con có buôn bán á, là từ khi con biết thiền tâm tới giờ thì con có cúng, con không có cúng mà con mở cái máy con bỏ uống con nghe đó, rồi mở tôi nói thì khách hàng người ta mua, người ta tới người ta mua, người ta cũng cho mua bình thường, nhưng mà con biết tiền đâu là con cúng luôn, tại mà cũng không có thấy ế. Rồi thỉnh thoảng rồi người ta nghe, rồi có người người ta tò mò, người ta nhờ con mua cái máy giùm ta, rồi thỉnh thoảng người ta nhờ sách luôn. Cái đó là trường hợp gì? Con biết tiền đâu con cúng luôn thì con cúng.
cái ghét của câu hỏi này chứ. Mở lỡ là buôn bán nó hai cái phần chưa phải một. Một phần là mình không có phước đức không có, thì nhờ các ông cô hồn giúp mình. Thứ hai, mình có phước đức rồi, hỏi cả tôi mở bán tương cứu là có cái phước mà tôi thu nhập một ngày là bao nhiêu, thì mình phải hiểu nguyên tắc á. Mà đa số mà anh không có phước á, mà anh mở anh bán á, anh không cúng anh ế, thì nhờ cô hồn nó trợ giúp anh mà. Vậy thôi. Nhưng mà cái này là cái phương tiện thôi, chứ đâu phải là cái cứu cánh của nó. Còn anh mà có người có phước rồi đó, anh không cần làm gì đâu, không ấy. Xin lỗi, anh đóng cửa, tiền nó cũng mở cửa, nó dở vô này. Nếu mà có phước, bởi vì nguyên tắc là nếu mà mình có phước rồi, tự nhiên tiền nó chạy vô à. Nó tìm đủ cách, giống như cái chuyện mà có nhiều người kia đó, cái tự nhiên cái nhà đang ở ngon lành, anh đang bán đây, bán một kia, con tháng sau bán rừng rồi gấp đôi, thì sao? Là phước mà nó hết rồi. Cái đó là do ông thần quản lý tánh của mình đâu, bảo mình phải làm vậy đó, đấy là cái nhân quả rồi. Đó, phải hiểu cái nguyên tắc này, chứ không phải ai bán cũng phải cúng hết. Thầy ơi, con hỏi cái này ngộ lắm. Sao có thầy, con mở hàng ai cũng đắt chưa thầy? Giống như ta bán thì ta hay kêu con á, quy quy mua giùm thầy, quy giùm con, chỉ cần nói chút lại lấy cái tự nhiên ta bán hết trơn luôn. Vừa qua á, người ta chồng nhãn thọ bán tết đó thầy, cái người ta ế quá trời luôn, cái ngày cuối cùng ngày đêm 30, cái người ta nói thôi con nhờ quy mở hàng giùm, quy mở hàng trách con được không, thì con điện thoại con nói thôi giờ bán cho tôi 3 cây, nó quy điện lại thì nói cho bỏ vô cái bình, nói thôi cái đầu xíu suy nghĩ bán cho quy. Sáng sớm vừa ra ta mua quán sạch luôn này, cái người ta điện thoại mà hồi vô đó giờ con nói hàng cho mấy cái công ty nữa mà không biết nó là cái gì, mà sao con mua là người ta bán hết rồi này, là con bị gì này. Cái gì đâu có bị gì đâu, cái đó là tất nhiên là trong người con mình con có người dựa, nên nhớ một con mà đi theo mai mốt rồi con kẹt, tất nhiên là có người dựa. Có nghĩa là người ta mở là cái người này gặp cái người này mở hàng bán đắt thì coi chừng nó có nằm ở trong cái dạng mà kính đó là nó. Nên trái đất này là gì? Trái đất này lang thang là cô hồn đi kiếm chị, kiếm mấy cái người nhẹ phóng dí dựa vô. Con mà con theo cái này thì mai mốt nữa con sẽ đờ đờ nữa đó, bỏ đi. Dạ thầy, con cũng xuyên đọc sách nghe máy, nếu như mà thầy nói sách với máy là mình đọc thường là đâu có ai vô được đâu, sao con đọc được con hiểu là thầy sao bị dựa thầy, sao không chăng ra mà dựa chưa đủ, con còn đứt ngày xưa. Thế đó là công đức mình chưa nó tích đấy, nhưng mà công đức một khác, một còn cái chánh đề người âm nó giữa nó khác. Và đa số tại sao mà cái người mở hàng đó đó là tính nó có nguồn đúng không, khỏi cần cúng mấy cái này, khỏi cần cúng hiếm lắm. Xin lỗi, một chợ chỉ có một người hoặc hai người chứ không có nhiều. Mình bởi vì con hiểu tại làm sao mà con mua đồ người ta bán được, tất nhiên con người âm nó thêm nhiều. Cái này là phải kỹ lửa, đừng có nghe tao thì cứ tấu ngày cái ra ngoài chợ cứ lo mở hàng không rồi về thì mai mốt mình tới mình nữa. Đừng có tham cái này, tao bỏ đi, dẹp cái chuyện thế gian. Con người mình phải sử dụng hoàn tính cái người khôn ngoan của mình, sử dụng cái mà cái ngã chấp á, cái này gọi là cái, nếu mà con thích làm cái này là cái ngã chấp con nó sẽ ra, nó sẽ lớn rồi mai mốt nó sẽ hại. Nó hết tiền rồi sao, hết phước rồi sao, không có đi bộ luôn á, chứ không có đi tiền đi xe taxi về đâu. Dạ chưa? Dạ, nếu như mà giờ con bỏ đó luôn, không có hàng gì hết trơn á, không làm vụ đó nữa, nhưng ta còn theo con này. Bỏ là thôi ấy, nói là để vô tốt rồi. Dạ, nếu bỏ là hết hả thầy? Nếu mà ta theo mình á, thì lúc nào cũng theo hay là đợi mình cái lúc mà mình ngủ ta theo này? Con mà thích thì nó mới theo. Còn thích thôi, trời trời. Bây giờ đó cái ngày nào á, cái nhà con ngày nào cũng kêu mấy đứa nhỏ vô chơi con cho bánh á. Ngày nào cũng vô á.
mà còn bỏ cho tháng là kêu đó, nó trôn mất cái kiếm nó còn to nữa. Đó, nguyên tắc cái này, cái thế giới vật lý này nó là vậy. Cái cõi âm là cái gì? Thần hoặc lý tánh. Còn cái lon con là con hồn đó. Còn mình, con người giải quyết tất cả mọi vấn đề bằng vật chất. Giàu nghèo vật chất là do con người quyết định. Còn cái mà linh thiêng là do thần, con hồn, phước bóng mà ta làm. Mình phải phân định cái này. Chứ đừng có thấy mình mở hàng đắt rồi mình cứ đi tốn cả đi mở hàng vài ba chừng. Tương tới cái hậu quả là lúc đó mình trở cạnh tới tay kìa. Dạ. Rồi. Dạ, cảm ơn thầy. Thưa thầy, cho con hỏi là cái khi mà mình mất mà mình vượt qua được cửa hải triều dương á, thì cái hào quang đó là cái cố công đức của mình, mà cái bọc ngoài á, là cái trung ấm thân của mình, thì con hay nghe nói tới cái từ rơi. Thì cho con hỏi cái đó có phải là Phật tánh của mình rơi không? Mà nếu như Phật đúng Phật tánh của mình rơi á, thì cái trung ấm thân của mình là nhả cái tánh Phật ra ở cái giai đoạn nào? Con... Bây giờ trước khi mình mất á, mình mất mình trở lại trở thành cái giới cũ, vừa thức dậy mình cảm thấy mình bay lên là ngũ phúc vương đó. Mà chính cái ông thần quản lý tánh Phật mình cũng biết nữa, mở ra cái thấy mình bay lên là do ông thần ông thấy, ông nhìn ra cái trung ấm thân này nè, này nó hưởng ở chỗ đâu á, trên trời này chỗ nào á, ông nắm ông kẹo đẩy lên cho đó. Còn nếu á mà thấy hưởng cái nghiệp phúc trước âm mà đại cái đất nó hút mạnh lắm, nó không muốn đi ra. Còn nếu mà rơi á thì nên nhớ rằng khi mình có công đức nó mới có cái có hiện tượng này, nó phải dịu dường cho nó không muốn rời cái đất này mà nó không bay lên, rời cái nó rơi xuống á để nó đi vào trung tâm vận hành vũ trụ. Nhưng mà phải có cái điểm sáng dẫn mình đi, đây là chính là cái ông Phật á, ông Phật dẫn mình đi, ông dám hiện hình đâu, ông hiện hình gì ông hiện hình đó thì bị cái kinh Kim Cang phá ông rồi, ông dám. Thành ra giờ cái điểm sáng chạy dẫn đi là nên nhớ là rơi. Là cái rơi mình biết chứ, ví dụ mình bây giờ mình đang ở trên cây mình té xuống mình biết chứ, mình đứng trên cây nó bay lên mình biết chứ, nó hít cứng vô trên cây mình biết chứ, mình phải hiểu cái nguyên tắc này nha. Rơi khi nào con công đức mới rơi. Mà nên nhớ rằng cái cuộc đời mình làm bao nhiêu công đức, tự nhiên cái ngày gần chết mình biết hết, cái ngày sắp chết á thì nó sẽ hiện ra tất cả những cái gì mà chuẩn bị mình sống kiếp tương lai, nó sẽ cho mình biết. Cái này thì trong vòng 3 ngày làm thôi. Từ ông Phật, từ ông Thần, ông Thánh trời cũng biết trước 3 ngày. Ở trong vòng tập cũng biết 3 ngày, chứ không phải không. Ở trong vòng tập thì thấy bà, thường thấy bà con dòng họ mình. Còn nếu mà thường lên khỏi trời thì mình thấy cái gì mèo đó mình thích á, thấy. Còn mình thấy làm được cái này cái kia, đó là dịp thần. Còn thấy dòng tộc mình ấy, còn mà rơi thì mình đã hiểu rồi. Thì chắc chắn bởi vì trước khi mà điều thiền ta nói, khi ai có công đức rồi, các cái cửa bị phúc dương bị đóng lại, các cửa âm cũng đóng lại, chỉ còn cửa dòng tộc mở thôi. Và cái con đường giải thoát mới mở thôi. Thì nên chọn hai con đường này. Đó, khi mà người ta điều thiền ta có dặn dò về, coi lại cái bài dặn dò cho kỹ. Nhưng mà nếu mình nhớ rằng cái điểm mà dẫn mình đi rơi là một điểm sáng, không phải hình tướng gì nha, hình tướng không đúng. Hình tướng là coi chừng dẫn gì vòng 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 thôi, kéo vô lộn thần nó không có công đâu. Rồi khúc đó là 500 năm sau cái pháp môn này nó mất rồi. Vì pháp môn này nó đâu còn sống bao lâu. Từ khi công bố quyền ký không quá 100 năm thì nên nhớ đi, nó không quá 100 năm. Mà bây giờ mình chết, bây giờ mới có 50 tuổi là chưa 90 tuổi, 40 năm nữa là mình sống ra, mình sống trở lại cũng phải 30-40 tuổi nữa biết, rồi nó sắp hết rồi. Nó sắp mãn cái tiền tâm rồi. Rồi thắc mắc hỏi tiếp, bây giờ trước mắt cứ tạo công đức đi, đừng thắc mắc gì nhiều. Ý con muốn hỏi là cái rơi đó có phải cái Phật tánh của mình rơi không thầy? Cái này là trung ấm thân rơi. Trung ấm thân là cái gì? Trung ấm thân là cái chuyện chiên chở mình, nó rơi. Nó chở cái gì trong đó? Nó chở
trong cái đức phước đức ác đức tánh phật luôn. Còn cái mà trong chúng tâm đó là cái tánh người của mình đó, tứ đại nó đã nằm trở về trái đất rồi, tứ đại nó đã nằm theo đất nước gió lửa rồi. Thì bởi vậy tại sao tôi nói là a la hán là thật lầm ở chỗ này, a la hán người ta tưởng thì giải thoát, nó bỏ thân tứ đại người ta tưởng giải thoát, chứ sự thật không có được. Cái giải thoát quan trọng nhất là cái trung ấm thân phải xả thả mình ra. Đầu tiên mình vô thì bằng cái gì? Mượn bằng tinh thân người. Tánh người giờ thả rồi, còn cái tánh người không thả. Tánh người là trung ấm thân. Trung ấm thân nó tới đâu nó mới mở ra được. Nó phải về trung tâm vận hành luân hồi. Tới đó nó không quay nữa. Không quay nữa là gì? Âm về âm, dương về dương thì nó tự nguyên hình. Còn cái mà phước đức âm thì nó cũng về điện từ âm, phước đức dương trở về điện từ dương, còn duy nhất tánh Phật và công đức. Có vậy thôi. Khi giờ tới trung tâm vận hành luân hồi rồi, tới đó một vị Phật hiện ra vậy, một vị Phật dẫn mình về lại. Tới đó mình hết làm rồi đó, thì ông chào nó thôi. Giờ tôi dẫn ông vô đây này, mới 9-10 tỷ năm giờ mới về đó. Thôi tôi dẫn ông về đó, hồi đó tôi chỉ ông vô đó, bây giờ tôi dẫn ông về. Về đây hình thành Phật như thế nào tôi hướng dẫn luôn cho. Rồi từ đó được sinh sự mang kim thân Phật và sống với một cuộc đời của một vị Phật. Cũng sống gì từ qua bữa nay, ta cho bắt đầu, ta cho tần số, cho số, cho mở hóa bắt đầu một Phật có cái số. Muốn bắt về một. Muốn về thăm gia đình, ứng thân được, hóa thân được. Một vị Phật về thăm gia đình được chứ phải không? Nhưng mà phải qua bển. Qua bển có số đàng hoàng, giống như kiểu qua Mỹ phải nhập tịch đàng hoàng. Muốn đi đâu đi, chứ mà chưa nhập tịch một cái nha, thì nó rủi ra.